Phật Pháp ứng dụng. Tượng Phật Pháp để làm trang cho đối tượng tôn nhân học Phật.
Thưa quý vị là thầy thì có cái tim yếu, lúc này tim yếu và cái máu rất là cao. Thành thử ra ở chùa đó thì khi làm lễ thì chủ lễ thì thầy phải làm hết trách nhiệm của thầy gác lại. Nhưng hôm nay thì có thầy phước tiến thuyết pháp thì cho thầy được nghỉ ở bên ngoài trực cấp để cho nó yên, chứ thường thường cái máu này nó cao lắm. Thành thử ra làm lễ hay là thuyết pháp lúc này nó dở, gác làm cho hết bộ phận của mình thôi, chứ thật sự ra nó không có giống người xưa nữa. Mong quý vị quan hỷ. Và trong lúc thầy có mặt ở đây thì thầy thương tiếc, thầy có nói là thầy coi như đây giống cái chùa Hoàng Pháp ở bên Việt Nam hay là cái chùa thầy đang ở tự nhiên thầy thuyết pháp. Nhưng mà có điều khác là khi mà thầy thuyết pháp ở chùa Hoàng Pháp có 4.000 người mà bên đây chỉ có 50-60 người, thì không biết là giữa 4.000 người nói hay hơn hay là 50-60 người nói hay hơn đó. Nhưng mà được một số lượng Phật tử không ít thì nhiều, thì là bộ phận giảng sư thì nhiều thì thiết nhiều, ít thì ít, chứ không có quan trọng cái điều đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là trong pháp hội, mặc dầu ít người nhưng quý vị ao tường được cái lời giảng của vị giảng sư, được tu tập sau khi trở về nhà theo lời thầy dạy, cái đó là cái quan trọng nhất. Và tất cả quý vị đều hướng về Phật thì cái đó là cái quan trọng nhất, ít nhiều nó không quan trọng. Cái quan trọng nhất là mỗi người nghe pháp thực hành theo lời dạy của thầy, lời dạy của Đức Phật, cái đó là cái quan trọng nhất. Thầy dạy cái này để dừng máy video trên cho trường tổ thông tin, và mong quý vị ra lời nghe pháp. Và sau cái thời pháp thì chùa có hoàn đại, hôm qua là hoàn đại mì, bữa nay là hoàn bậy cơm tấm mì chả rất là ngon. Quý vị nghe có thời pháp và món ăn thật là ngon, mà chút xíu nữa mời quý vị ăn cơm cũng ngon lành luôn. Hay gì là vậy nha. Cảm ơn quý vị. Và mời các vị hướng về Tam Bảo để niệm ba tiếng hồng danh Đức Bổn Sư. Nam Mô chúng ta một bài thơ rất là vui, đó là lúc gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Như vậy thì những lúc nào mà chúng ta có cơ hội gặp được, chúng ta hãy tận dụng những thời gian và chia sẻ với nhau những gì hạnh phúc, an vui. Bởi vì cuộc đời đau khổ đã nhiều, đừng tặng cho nhau đau khổ nữa, nó thừa. Vì vậy thì những cái buồn phiền, oán hận, trách móc hay là những cái gì bốc đồng cho nhau, lúc gặp nhau hoặc là qua sau một đêm chúng ta ngủ thức dậy, chúng ta hãy bỏ trôi hết tất cả để lại phía sau.
Bởi vì những thời gian mà để gọi là sống và hạnh phúc với nhau thì không có nhiều đâu các vị. Đau khổ không muốn thì vẫn ngang ngãn, nhưng mà hạnh phúc muốn hoài nó không thế. Vì vậy cái gì mà chúng ta ban tặng được cho nhau hạnh phúc thì tranh thủ đừng hứa hẹn. Đừng nghĩ rằng bao giờ người đó dễ thương tôi mới ban tặng hạnh phúc. Thật ra dễ thương và dễ ghét nó chỉ là tương đối. Cho nên có những lúc chúng ta xét mình cứ làm người dễ thương đi, rồi tự nhiên mọi người sẽ dễ thương với chúng ta, hơn là bắt mọi người phải dễ thương như chúng ta nghĩ rồi chúng ta mới dễ thương sao, phải không ạ? Mong rằng như vậy thì những thời gian chúng ta gặp trong việc học tu theo Phật Pháp thì chúng ta học tu, và vì vậy cho nên chúng ta có nhận thức tích cực hơn một chút khi chúng ta hiểu về Phật Pháp. Con người chúng ta học Phật Pháp rồi chúng ta sẽ lạc quan, tự tin, yêu đời. Dù ở độ tuổi nào chúng ta cũng vẫn là một người rất là yêu đời. Còn nếu không học hiểu Phật Pháp thì chúng ta có thể già trước tuổi, và chúng ta lo lắng bận tâm nhiều thứ trước tuổi, bởi vì chúng ta không giải quyết được vấn đề. Hôm nay chúng tôi đến với các vị với đề tài như sự hứa hẹn của chúng tôi. Đó là bài giảng gì, đố ai nhớ? Hồi hôm nói rồi hả? Có nhớ được chữ nào trong cái tựa đề ngày hôm qua không? À, đố ai nhớ được chữ tặng đĩa. Xin thưa với các vị, hôm nay chúng tôi đến với các vị với cái bài giảng là nhu cầu và hưởng thụ. Đây là cái điều mà muốn chia sẻ với các vị. Chia sẻ điều này để chúng ta đừng nhầm lẫn trong cái gọi là nhu cầu và hưởng thụ. Để vì sao vậy? Có những khi chúng ta không hiểu, chúng ta dẫm đạp trên lương thường đạo lý. Có những khi chúng ta liều lĩnh với chính bản thân mình. Có những khi chúng ta nghĩ đó là cái vấn đề nhu cầu cuộc sống, rồi chúng ta bỏ quên tất cả những người thân. Và đôi khi chúng ta quá ích kỷ trong vấn đề nhu cầu hoặc là hưởng thụ, thì chúng ta lại đánh mất đi cái tư cách của con người mình. Như vậy thì ở đây muốn phân định rõ ràng về điều đó. Thành ra chúng tôi ở đây, chúng tôi nói không mang cái nghĩa là tôi nói đó là một sự đúng đắn, mà đây là quan điểm của chúng tôi khi được học Phật. Tôi chỉ chia sẻ với các vị như một quan điểm cần chia sẻ, sự nhận thức và sự hiểu biết và cái sự quyết định điều đó theo mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, chứ không hẳn là tôi nói như vậy, bởi vì lời của tôi không phải là chân lý. Trên cuộc đời này duy nhất chân lý chỉ có lời của Đức Phật. Tất cả những người học Phật chỉ là lời phiến diện theo nhận thức và tu tập kinh nghiệm của mỗi người. Vì vậy lời tôi mang tinh thần chia sẻ những gì tôi thấy như vậy, tôi biết như vậy, nhưng không nghĩa tôi thấy tôi biết là tất cả mọi người thấy biết giống như tôi. Nhưng mà tôi chỉ là đưa ra một cái phương thức như vậy, nếu chúng ta thấy điều đó gần gũi thích hợp để ứng dụng, để tu tập được, thì các vị cứ đón nhận. Còn đó là một vấn đề chia sẻ như một tính bàng quan thì vấn đề bỏ qua một bên cũng chả sao, bởi vì chân lý bỏ qua mới tiếc. Còn tôi không phải chân lý cho nên bỏ qua cũng không tiếc lắm đâu. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, thông thường thì chúng ta có một cái quan niệm là trong cuộc đời đi tu hay là những người tu tập có lỗ lã và thiệt thòi lắm không? Tất cả những vị ngồi trong hội trường đây có thấy mình lỗ lã và thiệt thòi khi đi tu không? Hả? Chứ thấy làm sao? Hả? À, vậy như vậy như cô như vậy thấy tu học theo Phật làm sao? Ồ, thấy có lợi ích hả? Cộng trừ nhân chia giữa lợi ích và cái theo quan niệm hưởng thụ thông thường thì sao? Dạ hả? Không biết sao cả 5 năm cũng được rồi phải không? Nghĩa không lỗ là được phải không? Như vậy mà các người vị thấy có những người họ phát biểu như thế này. Họ nói cuộc đời đi tu lạ kỳ, tự nhiên sống trong cuộc đời tự nhiên nhỏ lớn lên vô chùa tu vô nhiên. Tôi thì không biết họ nói với lý do gì. Rồi có thỉnh thoảng có những người quen biết và những người thân bằng quyến thuộc, có những người trực tiếp nhưng có những người không dám nói trực tiếp, nhiều nói qua lại nhau. Thấy thầy đi tu thấy tội nghiệp quá. Tôi nhiều khi tôi suy nghĩ, tôi nhìn tôi cũng đâu đáng tội lắm đâu, sao ta nói tội nghiệp chuyện gì. Thật ra thì tôi không biết người ta nói tội nghiệp với góc độ nào. Nhưng mà có thỉnh thoảng tự nhiên họ nói là thấy đi tu thấy tội nghiệp quá. Nhưng mà không biết là người ta nhìn mình tội nghiệp
rồi mình nhìn lại họ, mình cũng tội nghiệp đâu kém đâu. Có những khi tôi nhìn thấy cuộc sống rất là tội nghiệp, nhưng mà ngược lại các vị thấy tôi tội nghiệp, chắc cái đó cũng nhìn theo nghiệp cảm, nghiệp ai nấy thấy, đúng không? Tôi đi tu tôi nhìn thấy tội nghiệp theo góc độ nhà tu. Các vị người đời, các vị nhìn tôi thấy tội nghiệp theo góc độ của người đời. Nói chung tội nghiệp qua tội nghiệp lại, thật ra đó là cuộc sống của tình người vẫn tốt. Một nhà tu quan niệm theo Phật giáo để nghĩ đến đời sống của những người Phật tử và những người sống trong xã hội, để nghĩ làm sao để giúp chia sẻ gì đó cho cuộc đời. Tất cả các vị Phật tử nghĩ gì đó để thấy rằng tội nghiệp như thế này bù lỗ cho quý thầy thế khác, đó cũng là cuộc sống hổ tư. Nhưng mà xin thưa với các vị, theo chúng tôi thiết nghĩ thì các vị nào có nghe những cái bài giảng tôi vừa rồi, đó là tôi giảng đề tài tu là cội phúc, thì các vị sẽ thấy một quan điểm của nhà tu trong việc này. Nhưng ở trong bài giảng đó tôi có nói một điều, thật ra chúng tôi đi tu chỉ là tôi tự nghĩ rằng mình không đủ sức để gánh vác những nghiệp chướng của cuộc đời, cho nên buộc lòng phải trốn vô chùa để lánh nạn. Tôi nghĩ như vậy. Còn các vị giỏi hơn các thầy ở chỗ là các vị thấy rằng mình có khả năng đó, mình có khả năng để trả tất cả những nghiệp chướng này, cho nên các vị cứ tự nhiên. Việc đó là liệu cơm mà gắp mắm, ai thấy mình có cơm nhiều thì cứ gắp mắm cho nó nhiều, còn ai thấy mình là cơm ít thì gắp mắm ít cho nó vừa, để không thôi nó quá thì nó mặn, tội nghiệp. Và trở lại vấn đề, xin thưa với các vị, nói đến vấn đề nhu cầu và hưởng thụ thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta phải suy nghĩ rất rõ để phân biệt giữa cái gì gọi là nhu cầu và cái gì gọi là hưởng thụ. Hai cái từ này các vị thấy nó đều mang tính cách là hưởng một cái gì đó, nhưng mà cái tính cách hưởng của nhu cầu nó khác với cái gọi là hưởng thụ. Nhu cầu là những cái đó là buộc lòng phải có. Ví dụ như nhu cầu về ăn mặc ngủ nghỉ, tất cả nó thuộc về nhu cầu. Nhưng mà cái gì trên nhu cầu có nghĩa là thay vì mình ăn vậy cũng được, nhưng mà mình đòi hỏi một cách quá đáng thì cái đó gọi là hưởng thụ. Cũng trừ nhanh cái, những cái nhu cầu đó, người ta hưởng thụ trên những nhu cầu của một con người chứ không phải hưởng thụ những gì ngoài đó. Nhưng mà theo một phương diện được cho phép và lương tâm đạo đức thì cái đó thuộc về nhu cầu chính đáng. Vượt qua tất cả những cái phương tiện đó, nó việc phung phí xa xỉ tất cả, cái đó gọi là hưởng thụ. Như vậy hưởng thụ không chính đáng trở nên tội lỗi, và nó nhiều vấn đề khiếm khuyết bất toàn. Và có những cái hưởng thụ không kém mang tính ích kỷ, và đôi khi mình làm khổ đau người khác. Như vậy khi liên hệ đến cái gì gọi là nhu cầu và cái gì gọi là hưởng thụ, thì lúc đó chúng ta phải liên hệ đến cái từ gọi là năm dục trong Phật giáo. Ở trong Phật giáo khi Đức Phật đưa ra vấn đề năm dục, năm dục là năm thứ ham muốn của con người. Năm dục gồm cái gì? Một là gì? Theo thuật ngữ chuyên môn. Như vậy năm dục theo thuật ngữ chuyên môn, một là tài, hai là gì? Sắc, ba danh, bốn thực, năm thùy. Như vậy năm cái này theo cái nghĩa Việt Nam của chúng ta, tiếng Việt về Phật học, đó là tiền tài, tức là những nhu cầu về vật chất. Sắc là những nhu cầu về thẩm mỹ, trong đó có nam sắc, nữ sắc đóng vai trò chính. Tài sắc danh là những danh thơm mà như hồi hôm chúng ta đã chia sẻ qua cái bài giảng về bát phong. Thực là ăn uống, thùy là ngủ nghỉ. Khi Đức Phật đưa ra cái đó gọi là năm dục, tức là năm cái điều ham muốn của tất cả con người, khi Đức Phật đưa ra không mang tính cách lên án tội hay là phước hay là cái sai cái đúng trong này, mà đưa ra một nhu cầu thực tế của con người. Cuộc đời này con người này sống không thể thiếu năm điều đó, có phải vậy không? Khi chúng ta là một người của trần gian, có thể nào chúng ta sống mà không ăn không? Có không? Như vậy ở đây năm dục không mang cái tội hay là cái phước. Các vị là một người cư sĩ tại gia, có quyền thừa hưởng hay là có quyền nhận thức những điều đó với tính nhu cầu của một con người. Ăn uống, ngủ nghỉ, tài sản, sắc dục hay là mọi thứ khác, danh thơm, tiếng tốt, ở đây không mang tính cách xấu tốt. Trong cuộc đời nó cũng phải có cái gì mới gọi là cuộc đời. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng đạo Phật lên án cái đó xem như một tội lỗi, như một cái xấu, thì chúng ta hiểu lầm cho Đức Phật.
Bởi vì Đức Phật cũng ăn, Đức Phật cũng mặc, và Đức Phật cũng ngủ nghỉ. Nhưng mà cái ăn, cái mặc, cái ngủ nghỉ của Đức Phật, tại sao không bao giờ chúng ta lên án và chúng ta thấy cái điều đó là sai lầm và tội lỗi? Nhưng mà tại sao có những người trong xã hội lại có những người cũng ăn ngon, mặc đẹp, ngủ nghỉ, cũng tất cả những cái đó, danh thơm, tiếng tốt, sắc dục, lại bị lên án? Cái đó ở chỗ nào? Như vậy khi nhu cầu thì không có lên án, mà khi hưởng thụ thì coi chừng. Như vậy trở lại một vấn đề, ví dụ chúng ta xem ăn uống như một nhu cầu, thì chúng ta phải thấy như thế này. Thông thường người ta có một câu là: xin thưa các vị, sống để ăn hay là ăn để sống? Ai nói ăn để sống đưa tay lên. Vậy những người không đưa có nghĩa là sống để ăn. Sorry các vị, thật là các vị không biết đưa tay cái nào cho nó phải, đúng không? Thành ra lưỡng lự. Bây giờ các vị thấy, bây giờ ai ăn để sống, sống để ăn, cái điều đó tôi không cần biết. Nhưng mà nếu căn cứ trên từ ngữ đó đó, thế nào là sống để ăn và thế nào là ăn để sống? Nếu sống để ăn thì là hưởng thụ, mà nếu ăn để sống thì sao? Nhu cầu. Mà các vị thấy rất rõ, các vị hiểu được cái từ này. Tôi nghĩ các vị cũng hiểu, nhưng mà tại chưa có thuật tự để đặt cho nó thôi, tôi đặt thế cho các vị. Xin thưa với các vị, nếu gọi là ăn để sống thì thật sự trên cuộc đời này là quy luật. Tất cả những loài động vật trên cuộc đời này đều ăn để sống cả, và riêng động vật cao nhất trong cái hệ động vật đó là con người. Như vậy trên vấn đề nguyên tắc ăn để sống thì ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, ăn ngon cũng được, ăn dở cũng được. Và nếu làm sao ăn để sống thôi chứ mấy ông thầy ăn chay cũng đâu có chết đâu, đúng không? Như vậy thì bây giờ ăn để sống là ăn cái gì cũng được, nhưng mà cầu kỳ trong cái ăn thì gọi là nó hơi có một chút cái tính gọi là sống để ăn. Bởi vì người ta nói là trên cuộc đời phải có hưởng thụ chứ. Thông thường là người xã hội như vậy, người tu không được quyền nói cái câu này. Người tu thì khác, ở đây mình tự nguyện mình tu chứ không ai bắt mình đi tu, mà mình phải đặt vấn đề đó. Và vấn đề hưởng thụ hay là nhu cầu là vấn đề đó tùy cái tâm niệm tu hành của mỗi người. Nếu cái vị này tu hành theo lời Phật dạy tương đối gần gũi thì tất cả những cái vấn đề này, quan niệm này, những nhu cầu hay là những cái đó, nó không là vấn đề gì. Và nhà tu không xem nặng cái vấn đề nhu cầu, dầu là nhu cầu cũng không xem nặng. Còn vấn đề chúng ta sống tương đối người đời thì phải phân tích cái điều này sâu một chút. Để bây giờ quay trở lại vấn đề năm cái điều căn bản để gọi là nhu cầu hay là hưởng thụ, thì chúng ta phải nhìn lại năm dục theo lời của Đức Phật đưa ra. Năm dục như là tài sản, sắc dục, danh thơm, tiếng tốt, ăn ngon và ngủ nghỉ. Đây là năm cái điều mà khi chúng ta phân tích để thấy khi nào là nhu cầu, khi nào là hưởng thụ. Xin thưa với các vị, tiền bạc là sự sản, là nhu cầu để chi tiêu trong cuộc sống của các vị. Điều này không thể sống khi không có tiền, phải vậy không? Nhất là trên đất Mỹ này. Ở Việt Nam chúng ta không có tiền chúng ta cũng có thể sống được. Đi cào cào châu chấu gì đó, tát mương lòng gồng hủng hỉnh, ngắt rau ngắt cỏ ở dòng dòng giường gì đó cũng ngày qua buổi. Thật ra có những người ở Việt Nam có thể 2-3 tháng không có đồng nào trong túi chứ. Nhưng mà họ sống được vì sao vậy? Họ là người nông, cho nên mặc dù không có tiền mua cái khác, nhưng mà có lúa gạo trong nhà thì cũng ăn muối, ăn canh, ăn rau gì đó bậy bạ, cũng có thể có đời sống qua ngày. Nhưng mà tới trên đề vấn đề căn bản là tiền bạc là một nhu cầu chi tiêu trong cuộc sống. Nhưng mà có những người có tiền dư giả và chúng ta chi tiêu trong bài bạc, rượu chè, ma túy, tất cả những cái đó, hoặc trong những vấn đề mua vui khác, thì cái đó nó không phải là nhu cầu nữa. Ví dụ bây giờ chúng ta có tiền, chúng ta mua cho những nhu cầu của cuộc sống gia đình, chúng ta lo cho con ăn học, chúng ta lo cho cha, cho mẹ, cho bản thân mình cũng như tất cả những người thân, tất cả những cái đó chúng ta phục vụ theo nhu cầu của con người là không thể không có. Nhưng mà ví dụ bây giờ chúng ta có tiền, chúng ta dung vào casino, chúng ta thấy cái đó nhu cầu hay là hưởng thụ? Hả? Cái đó là thuộc về hưởng thụ. Bởi vì chúng ta không có chơi casino, chúng ta có chết không? Chúng ta không có chơi casino, có ai mà kêu ca các vị không? Chúng ta không có vô casino, có ai mà nguyền rủa các vị không? Nhưng mà ví dụ bây giờ nhu cầu là ví dụ ăn mặc như thế này, như các vị mà không ăn mặc một miếng nào ở trên con người, lúc đó là sư thế nào?
Nếu các vị đi ra trước công chúng hay là tới mọi người mà các vị không có ăn mặc cái gì trên con người thì các vị nghĩ sao? Như vậy ăn mặc là mình sắm cho mình một chiếc áo hay là một bộ đồ, cái đó là gì? Cái nhu cầu không thể thiếu. Nhưng mà các vị không có đến cái sòng bạc, có gì không? Như vậy cái không đến cũng không có cái gì, thì cái đó không phải nhu cầu mà nó là hưởng thụ. Như vậy có khi chúng ta sắm cho chiếc chúng ta chiếc áo có 5 đồng bạc à, mà chúng ta vô casino cái là 100.000 đồng. Như vậy một đồng tiền này chúng ta lãng phí vào trong một cái casino như vậy, đó là một cái hưởng thụ thuộc về quá ích kỷ và thiếu trí tuệ. Chúng ta chỉ cần một cái vui đùa của những cái tham muốn nhất thời về ăn thua, mà chúng ta đôi khi chúng ta phải bán rẻ tất cả những gì chúng ta đã có được. Chúng ta làm khổ tất cả những người sống bên cạnh chúng ta, gần gũi chúng ta, để chỉ vì phục vụ cho cái muốn là ăn thua của chúng ta tại sòng bài. Như vậy chúng ta nghĩ chúng ta có lương tâm hay là thiếu lương tâm? Như vậy chúng ta thiếu lương tâm trong vấn đề là ăn thua của mình. Đôi khi chúng ta vì sự ăn thua của mình, chúng ta về giận dỗi, chúng ta đánh đập, chúng ta hành hạ, chúng ta cắn đắng để làm khổ cho gia đình, khổ cho người thân. Tất cả những cái đó cái gì? Như vậy cái đó thuộc về dạng là hưởng thụ mà thiếu đi suy nghĩ, thiếu lương tâm một chút. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời này có bao giờ ai làm giàu được từ casino chưa? Có ai đi đánh bài mà để mà cất được cái nhà hay là mua xe hay là tạo dựng được một cơ nghiệp chưa? Chưa có bất cứ một ai ở trên xã hội này làm giàu từ cái vấn đề đi đánh bài cả. Nhưng tại sao chúng ta lại vùi đầu vào trong đó? Vùi đầu vào là vì cái gì? Vì cái tham của chúng ta thôi. Chúng ta chỉ phục vụ cho cái tham của chúng ta mà chúng ta bất chấp tất cả mọi thứ như thế. Như vậy chúng ta thử nghĩ, đó là vấn đề suy nghĩ như vậy là hơi nông nổi một chút trong vấn đề hưởng thụ của chúng ta. Ma túy. Ma túy là một cái mà nó làm cho chúng ta dễ đi vào tội lỗi, nó cũng hơn bài chứ không có thua. Thật ra ma túy các vị sử dụng nó là nhu cầu hay là hưởng thụ? Bởi vì các vị không hút ma túy hay là không tiêm chích ma túy, các vị có chết không? Hay là các vị có bệnh tật gì nó không? Nhưng mà vì các vị ham vui, các vị tìm một cảm giác khoái lạc lạ lùng nào đó, do các vị không kiềm chế được cái tưởng tượng của mình. Mình tưởng tượng rằng ở trong đó nó là một cái gì thần tiên lắm, thù diệu lắm. Thật sự tất cả những sự thần tiên thù diệu đó trả bằng một cái giá rất đắt, trả bằng cả sự nghiệp. Ở Việt Nam vừa qua có một cái anh giám đốc 28 tuổi. Anh là một người giám đốc tốt nghiệp từ trường Đại học Kinh tế đàng hoàng. Và một cái kiến thức với một cái độ tuổi và kiến thức như vậy thì tương đối vững vàng rồi. Cha mẹ tin tưởng giao sự nghiệp này một công ty thuộc về công ty dạng là cá nhân á, cho anh để quản lý. Nhưng mà chỉ cần một lần thôi, anh cứ suy nghĩ như vậy, anh bị một cái người chú hay người cậu gì đó nói là đi hút cho biết. Và anh cứ nghĩ rằng bản thân của mình là người ở độ tuổi này và mình là một người có kiến thức như thế này, mình nghĩ cũng một lần cho biết mà thôi, chứ không có cái ý gì. Và anh tự nghĩ rằng anh cho biết bởi vì anh có thừa tiền để làm điều đó, nhưng mà không biết nó ổn. Vì vậy cho anh chấp nhận đi một lần. Và chính đi một lần đó cuối cùng 2 năm, 1 năm, 2 năm gì đó, cái cả cái sự nghiệp của anh gồm 2 tỷ bạc để đi theo tất cả những cái khói của nàng tiên nâu đó. Và công ty của anh đã cầm bán, nhà cửa cầm bán mà cha mẹ không bao giờ hay biết. Đến khi hay biết tất cả những cái đó nó là của người khác rồi chứ không phải là của mình. Như vậy các vị thấy rằng khi cái gì phục vụ cho một cái tính nhu cầu thì ít bao giờ đẩy chúng ta vào cái khổ sở và cái sai lầm lắm. Nhưng mà nếu cái gì nó thuộc về hưởng thụ á, thì các vị phải xem chừng nó các vị. Thật sự các vị làm ra được đồng tiền, các vị có quyền hưởng thụ. Không ai có quyền nói các vị. Các vị có quyền đi casino, các vị có quyền đi ma túy, vân vân, là quyền của các vị. Nhưng mà xin thưa với các vị, quyền của các vị, nhưng các vị còn phải hiểu rằng mình làm cái này với mục đích gì. Nếu 100 đồng này, 1.000 đồng này mình làm được lợi ích cho biết bao nhiêu người không đầy được một chén cơm ăn, biết bao nhiêu người không có một mảnh áo mặc, thì hay biết chừng nào.
Và nếu mà tất cả chúng ta chỉ phục vụ có 5 phút, 3 phút cho chúng ta trong một cái tận hưởng về ma túy, thì tất cả những cái đó chúng ta đã làm cho mình tiêu giảm phước báo hết tất cả. Cái gì chúng ta xài cho mình thì mau hết đó. Cho nên nó thông thường trong cuộc đời mình cứ nói một câu gì, mình ăn thì hết, rồi sao nữa, mình cho người ta thì còn. Nhưng mà các vị có thấy thực tế nó có giống vậy không? Ví dụ tôi có ca nước này, tôi cho các vị một ca nước, có nghĩa là các vị uống hết rồi tôi còn được một ca nước không? Nó không có mang ý thực này, mà mang ý về phước đức. Ý về phước đức. Và phước đức là những cái chúng ta không nhìn thấy được bằng mắt, chúng ta không nắm được bằng tay, nhưng đó là một cái cách thầm lặng theo suốt cuộc đời của chúng ta, để nó can thiệp vào khổ vui và hạnh phúc của chúng ta đó. Và các vị tìm nghe bài giảng tầm quan trọng của phước đức để hiểu thêm điều này. Xin thưa các vị, tôi giới thiệu các vị không mang tính cách là một nhà quảng cáo nhưng mà ở đây tôi mang tính cách là thời gian chúng ta không đủ chia sẻ hết mọi vấn đề, cho nên các vị có thể tìm thêm như những trong cái đó, các vị sẽ nghe thì các vị sẽ hiểu thêm trong cái việc đó. Còn trong những cái thời gian của chúng ta chia sẻ ở một mức độ giới hạn tương đối thì chúng ta chỉ chia sẻ ở một mức độ nào. Xin thưa các vị, tiếp theo một cái phần nữa, nhu cầu về sắc dục. Cô để tay xuống đi, để lâu nó mỏi. Khi mình thực hiện nghi lễ Đức Phật thì rất là tốt, phước báo rất đầy đủ. Còn nghi lễ với thầy chưa chắc có phước nhiều. Xin thưa với các vị, sắc dục là một cái nhu cầu của cuộc đời. Và nhu cầu theo y học người ta gọi giống như là một nhu cầu về sinh lý. Xin thưa với các vị, bản chất của tình dục nó không xấu không tốt gì cả. Ở trong đây ví dụ như vấn đề sắc nam sắc nữ, tất cả những cái đó trong cuộc đời Đức Phật vẫn thừa nhận và chấp nhận cho chúng ta ở góc độ là thế nào. Đời sống đó là Đức Phật cho phép sống là hôn nhân, đúng không? Đức Phật cho phép sống thủy chung một chồng một vợ. Về nguyên tắc căn bản, sắc dục tôi cũng cho như là một nhu cầu. Nhưng mà nhu cầu này có thế này, có cũng được không có cũng không sao. Nó không phải là một cần kiếp như là điều ăn uống của chúng ta. Nếu chúng ta không có ăn chúng ta chết không? Chúng ta không ăn chúng ta chết. Chúng ta không có uống chúng ta chết không? Chúng ta không uống chúng ta cũng chết. Chúng ta không có mặc chết không? Không chết nhưng mà khó coi. Có phải không? Không chết nhưng mà khó coi. Sự thật là như vậy các vị. Bởi vì ở Ấn Độ nó chỉ giờ vẫn còn một cái gọi là cái một cái tôn giáo tu gọi là lõa thể đó, tức là những cái gọi là hình như là kỳ na giáo hay gì đó, tức là những cái giáo phái này hiện giờ Ấn Độ vẫn còn những giáo phái lõa thể, có nghĩa là không có mặc đồ, không có cắt móng tay, không có cắt tóc, tất cả mọi thứ đều để theo dạng tự nhiên của con người như vậy. Và ngày xưa thì những cái phái này, ngày xưa thì chính phủ Ấn Độ không có can thiệp, vì đó là một cái giáo phái cũng có rất nhiều tín đồ. Và như vậy họ đi ngơi ngoài đường một cách tự nhiên như vậy. Nhưng mà sau này khi mà tính văn hóa nó được phát triển thì người ta thấy cái đó mặc dầu là một cái phái tu học theo tính truyền thống của văn hóa Ấn Độ, nhưng mà thấy có cái gì đó hơi mất một nét văn hóa với khách hành hương và nhiều cái sự tiến bộ khác. Cho nên sau này chính phủ cấm, tức là tu thì có ở phanh với vùng đó mà tu, muốn mặc không mặc gì kệ ông, nhưng mà đừng có đi lang thang như vậy. Rồi sau này chỉ cho đi lang thang mà khi cái ngày mà lễ của người ta, tức là ngày lễ chánh thống á, tức là những cái giáo phái đó nó cũng những ngày lễ chánh thống của nó thì chấp nhận cho ra ngoài đó. Thì ở Ấn Độ nó có cái vậy. Các vị coi cái bộ phim Phật Quốc Ký Sự, tôi có giới thiệu với các vị một đoạn rất ngắn về cái những cái đoàn thể của những người lõa thể đó, tu theo phái lõa thể đi ở bên dọc dọc đường Ấn Độ đó, mà tôi có cắt một chút đoạn phim á. Xin thưa với các vị, như vậy thì ăn uống ngủ nghỉ hay là ăn mặc thì nó là những nhu cầu rất là đặc biệt, không thể không có. Nhưng mà nhu cầu tình dục là một nhu cầu có cũng được, không có cũng chả sao. Bởi vì xin thưa với các vị, có người suốt một cuộc đời không có quan tâm về vấn đề đó, không có quan trọng về cái đó. Hôm chúng tôi đi vừa rồi, chúng tôi đi máy bay qua bên đây, chúng tôi đi chung với một cái bà Mỹ. Thì qua hỏi chuyện thì
Bà được biết tôi là một tu sĩ Việt Nam, khi có qua đây vì công việc và đi chia sẻ Phật pháp cộng đồng Việt Nam ở tại đây. Thì bà nghe lịch trình của tôi đi, bà nói là wonderful ha. Thì khi đó thì tôi hỏi chuyện với bà hỏi là một người tu sĩ như tôi có lập gia đình không. Tôi nói là một người tu sĩ như tôi thì không có lập gia đình. Thì bà cười. Thì khi bà cười đó thì tôi nói là tất cả những người tu sĩ theo cái con đường học Phật làm như vậy. Nhưng mà tôi có trả lời thêm một câu. Tôi nói là khi mình đam mê một công việc rồi thì tất cả những việc khác dường như mình không quan trọng. Thì lúc đó bà mới đồng ý với tôi rằng, bà nói là cũng vậy, chính bà vì đam mê công việc, bà là giám đốc của một công ty, cho nên chồng bà cũng có vẻ chán bà. Bởi vì bà nói là bà lo công việc riết rồi bà quên đi cái vấn đề là của gia đình. Vì vậy cho nên bà đồng ý tôi cái chỗ đó. Cho nên tôi mới chia sẻ bà rằng tôi nói là một nhà tu. Thì thật sự cái vấn đề đó là nó không quan trọng ở chỗ nếu người tu này chỉ hướng mục đích về sự giác ngộ. Một nhà tu chỉ hướng mục đích về cái tất cả những công việc khác, nghiên cứu và những cái khác, thì những điều này nó không quan trọng. Vì vậy cho nên khi tôi chia sẻ điều đó, bà rất đồng tình với tôi là đúng vậy. Khi con người người ta để tâm vào một cái công việc thì người ta sẽ quên đi những việc khác. Như vậy thì ở đây Kinh Phật mới thường diễn tả với chúng ta một câu là nhàn tư duy bất thiện. Tức là nếu con người chúng ta sống không có mục đích, chúng ta quá dư dả thời gian, thì chúng ta hay nghĩ đến nhiều việc bất thiện hơn. Vì vậy các vị biết ba tiêu chuẩn hạnh phúc căn bản trong cuộc đời mà người ta từng nói đến. Muốn có hạnh phúc căn bản trong cuộc đời, người ta cần phải có là: một là có một công việc để làm, hai là có một người để yêu thương, và ba là có một lý tưởng để hướng đến. Như vậy ba cái này như một cái chân kiền để tạo dựng hạnh phúc và không để cho con người đi lệch hướng với cuộc sống này. Còn nếu con người không có một công việc, đôi khi không có một công việc là đã không có tiền, có phải không? Chúng ta thất nghiệp, chúng ta không có việc làm là chúng ta đã không có tiền. Nhưng trái lại khi không có công việc là chúng ta lại nghĩ những cái sự tiêu khiển bậy bạ, có phải vậy không? Chúng ta tiêu khiển nghĩ trong vấn đề bài bạc, trong ma túy, trong rượu chè, có phải vậy không? Tức là đã không có công việc mà chúng ta lại nghĩ trong cái những sự tiêu khiển để làm cho chúng ta cạn kiệt tài sản hơn nữa, cạn kiệt tiền bạc hơn nữa. Và chính đó mới là một cái câu gọi là nhàn tư duy bất thiện. Trở lại vấn đề của chúng ta. Như vậy vấn đề về sắc, tức là vấn đề nhu cầu về sắc dục, nó cũng là một nhu cầu của con người. Và nhu cầu đó có thể về một mặt tương đối của thế gian, đó là một nhu cầu cho là chính đáng đi. Nhưng mà có những người không xem là một nhu cầu, nhưng có những người xem như một hưởng thụ. Vì xem như một hưởng thụ cho nên nhiều cặp vợ chồng mới đổ vỡ từ cái này. Ghen tuông xuất phát từ cái này, công ăn việc làm bỏ dở từ những cái này. Cả một gia đình hạnh phúc phải tan nát từ những cái này. Người cha người mẹ phải khóc lóc nan nỉ từng đứa con từ những cái này, có phải vậy không? Cho nên ở đây các vị thấy, mặc dù sự thật trên nguyên tắc là điều đó, Đức Phật cũng thừa nhận sự thật, xã hội cũng công nhận sự thật, nhưng không có nghĩa rằng các vị thấy chúng ta là con người, chúng ta thấy rằng thời gian nó không còn dài với chính mình, hay hoặc là đời người chả có bao nhiêu, có mấy mươi năm trên cuộc đời thì cứ mà mặc mà hưởng thụ để chết rồi uổng. Tất cả những suy nghĩ đó chỉ nghĩ hơi kém một chút về vấn đề hiểu biết của chúng ta. Xin thưa với các vị, vừa qua chúng tôi có tiếp chuyện với một cô Phật tử ở tại San Jose này. Ở dưới vùng đó, mình vì tiếng Mỹ mà tôi không nhớ. Thì khi mà tôi tiếp chuyện thì cô này cổ rất là tội các vị. Thật ra cổ sống ở nước Mỹ, nhưng mà phong cách và tâm hồn của một phụ nữ Việt Nam vẫn còn đầy tràn trong một cái phong cách của cô ta. Từ tâm hồn, suy nghĩ cho đến mọi thứ, là một người phụ nữ vẫn đảm đang, thủy chung, chiều chuộng hay là hiền thục, dường như còn đầy chất trong một cái con người đó. Chưa bị đồng hóa, chưa bị một khuynh hướng của Tây Phương làm mất đi cái nét văn hóa của một người phụ nữ Việt Nam. Vì chính chỗ đó cho nên cô ta có thể chấp nhận một điều này rất là đáng thương và rất đáng tội nghiệp. Cô nói như thế này: thật ra thì cô rất yêu thương chồng. Yêu thương chồng như thực nghĩa của một phụ nữ Việt Nam có trách nhiệm với chồng.
Nhưng mà chồng cổ thì lại vô tình đến độ mà tôi kể kể vắn tắt thôi, mình không nói dài dòng đến cái vấn đề đời tư của người ta nhiều. Nhưng mà đại khái là sau khi chồng về Việt Nam, vì về Việt Nam cho nên là có quen một cái người phụ nữ khác. Và cái người phụ nữ họ có một cái nhạy bén, rất là nhạy bén, là thật ra họ không biết họ thấy hay không, nhưng mà họ rất có nhạy bén là khi chồng mình ngoại tình dường như bộ nó có một cái dáng vẻ gì á, không biết cách nào mà họ phát hiện ra được là chồng mình có vấn đề. Và cô này gặn hỏi đi hỏi lại nhiều lần thì thật ra thì chồng cũng thưa thiệt là có, nhưng mà đã bỏ rồi. Bỏ hay không thì chưa biết, nhưng mà thú thật trên cái vấn đề nói chuyện giữa vợ chồng là nói bỏ rồi. Nhưng sau đó đó lại là đặt vé máy bay để trở về Việt Nam mà không bao giờ cho gia đình hay. Và tới ngày mai đi thì hôm nay mới nói rằng mai anh sẽ về Việt Nam. Và trong cái thời gian sống như vậy đó thì cô này thấy rằng anh dường như có một cái sự là sống trong gia đình mà không có sự chăm sóc và nhiệt tình, không có quan tâm đến như thế này nữa, mà anh để một cái tâm hồn đau đau đó. Cho nên thật ra cô này cũng rất là buồn, nhưng mà vì có cái tính kiên nhẫn, chịu đựng và giữ cái nết của một người vợ cho nên không có nói nhiều. Chỉ rằng đó là anh lúc nào cũng đừng quên đến mẹ con em, thì chỉ nói vậy thôi, nói một lời rất tha thiết. Nhưng mà khi anh này khi trở về Việt Nam đi đột ngột như vậy, cô không thể chấp nhận được cái sự mà đột ngột như vậy và đi như vậy. Thì tôi có hỏi rằng hai người ly dị chưa, thì không có ly dị, nhưng mà sống thì không sống và hứa hẹn thì không hứa hẹn. Mà cô này chấp nhận cho anh này ra đi thì lúc nào cũng nói rằng nếu anh ra đi vì một lý do nào đó thì vấn đề tùy anh, nhưng mà khi lúc nào anh nghĩ đến mẹ con em thì cứ việc qua nhà. Tôi nghĩ cô này rất là tội nghiệp, tại sao mà phải nói những câu đáng thương như vậy, mình rẻ đến độ mà phải như vậy của bỏ vậy sao. Như vậy thì tôi thấy rất đáng thương ở chỗ đó. Xin thưa các vị, nhiều khi một nhà tu không nên can thiệp vào chuyện đời, nhưng mà có những cái thiệt ra tôi là một nhà tu chứ những có cái rất là bức xúc. Ai bức xúc giùm cũng được. Thì khi cậu nói ra như vậy á, thì tôi thấy tội nghiệp quá. Thì mỗi một lần anh điện thoại về, anh nói là cậu nói là anh luôn luôn anh nói là anh có lỗi với em, nhưng mà anh không thể trở về sống. Và cái sự trở về đó là anh không biết một ngày nào. Thì cứ dùng dằn như vậy hoài, bỏ bỏ mà láng láng. Mà nói một cái như vậy, cái check của anh để lại trước khi anh ra đi là 80.000 đô. Anh đã bị thiếu nợ ở ngân hàng. Cô này phải lấy 50.000 đô từ trong ngân hàng của mình có để trả hết số nợ này, để hơi là trả tiền lời hàng tháng, chịu không có nổi. Và cuối cùng phải chấp nhận 30.000 này còn lại hàng tháng phải đóng lời. Cô này không đóng lời là anh nguy hiểm đó. Bởi vì cái nợ này của anh chứ không phải là của cô. Thì sau khi như vậy rồi á, thì tôi nghĩ rằng á, lúc nào anh này cũng điện về nói là anh là thấy rất có lỗi với em, nhưng mà anh bây giờ thì anh chưa có thể quay về được. Chắc là tôi mới trả lời với cô một câu là anh rất có lỗi với em vì để hàng tháng 30.000 đô này em phải đóng lời. Tôi nghĩ cái đó hơn là cái vấn đề khác. Nhưng mà anh ta không có nhắc. Và anh ta cứ quay về cứ nói như thế này là em không giúp anh thì không còn ai giúp anh về việc đó. Tức là bây giờ chỉ có một mình em có thể giúp anh được điều này, mà không có em thì không ai giúp anh về chuyện đó. Và vậy do buộc lòng á, cô này phải chấp nhận cặm cụi đi làm để đóng vào khoản lời 30.000 đô này, chấp nhận nuôi hai đứa con một cách thầm lặng, và để nhận được một cái câu là anh có lỗi với em, và anh nghĩ nếu một ngày nào đó có thể, rất có thể anh sẽ quay về. Như vậy thì tôi nghĩ như vậy là cái cách mà treo lỏng, giam lỏng người ta như vậy thì tội lỗi quá. Xin thưa với các vị, cô này dứt phát thì không dứt phát, nhưng mà trong lòng vẫn còn hy vọng. Và một khi đó, khi nói chuyện với tôi á, thì tôi mới hỏi cô rằng bây giờ trong lòng cô nghĩ sao, cô có thể dám chấp nhận là cái sự này ra tòa ly dị hay không? Bởi vì nhá, một cái người kia thì người ta đi, người ta thuộc về dạng hưởng thụ. Còn mọi vấn đề thiệt thòi là cô là một người quá ư thiệt thòi. Cô nghĩ sao về điều này? Cô nói là con rất đau khổ về điều này. Cho nên mỗi khi mà anh điện thoại về á, thì cô nói là thôi anh đừng có gọi cho em nữa, đừng làm em khổ nữa, hãy để em quên đi và em vui dần để em lo cho các con. Thì tôi mới trả lời cô rằng
đó là cô lót đường cho ông ta tiếp tục đi đó. Tại sao vậy? Anh đừng điện về em khổ quá, có nghĩa là em vẫn còn nhớ anh, anh đừng làm em đau khổ tiếp tục. Như vậy trong khi một người đàn ông á, họ hiểu được chính mình như vậy, họ hiểu được mình thủy chung chiều chuộng và chấp nhận sự thiệt thòi, cho nên họ dẫm đạp trên lương tâm của mình. Người này nghĩ rằng mình có thể đi, nhưng mà rồi một ngày nào đó ai đá mình, nhưng mà về vợ mình đâu có đá mình đâu. Vì tự tin vào chuyện này cho nên mặc tình mà đi, không cần nghĩ đến gia đình. Mặc dù quan hào Victor Hugo ông đã từng nói rằng người ta đi vì tiêu khiển và cần trở về vì tìm hạnh phúc. Tôi đồng ý rằng thật sự trong con người, một người nam hay một người nữ, ai cũng có tính tiêu khiển, và tiêu khiển ở mức độ nào đó. Nhưng mà tiêu khiển để làm đau khổ một cách quá đáng như thế này thì đó là một tiêu khiển quá ích kỷ, thì vấn đề không nên. Cho nên tôi chỉ khuyên cô như thế này: một trong hai cô phải chọn. Nếu cô cứ dùng dẫn như thế này hoài thì cô đã tự kéo dài đau khổ cho mình. Như vậy cô phải dứt khoát với chuyện này, là từ đây về sau cô đừng bao giờ nghe điện thoại từ phía bên kia nữa. Có gọi cô biết cái số này của anh ta, cô hãy cắt đi. Hoặc là anh đổi số thì cứ việc nghe, nếu tiếng nói đó của anh, cô hãy cắt đi. Cắt để cho ta anh hụt hẫng, không còn sự, tức là không còn một hy vọng về cái điều này, thì anh ta sẽ có một sự suy nghĩ, trong hai phải chọn một. Còn nếu cô như vậy hoài thì vô tình cô suối anh ta cứ đi 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 rồi về em sẵn sàng đón nhận, thì vô tình có một chỗ dựa ngon quá, tại sao mà không đi. Cho nên tôi khuyên là hãy cắt bỏ tất cả những cái điều này, là không nghe điện thoại về anh nữa. Thứ hai, những cái chắc này không bao giờ ký nữa. Hãy để anh ta tự chịu trách nhiệm trước cái bài bạc của mình về vấn đề nợ đó, thì anh ta phải chịu trách nhiệm trước cái vấn đề hưởng thụ, thì phải chấp nhận cái sự trả dai này. Cô không làm thì cô không trả như vậy. Nếu anh ta là một người chồng thủy chung lo lắng, nhưng mà lỡ làm ăn thất bại, cô có thể hy sinh chết đi chăng nữa cũng đúng nghĩa. Bây giờ anh ta vì lo cho cuộc sống gia đình vân vân, anh ta kinh doanh làm ăn, nhưng mà lỡ không may mắn thất bại, vì vậy anh cô thương chồng, có thể là cô cài cóc móc mũi và hy sinh nhiều hơn để cứu lại cái vấn đề thất bại của chồng. Hoàn toàn tôi đồng ý. Cô thân sơ thất sở để cô hy sinh điều này, tôi cũng đồng ý. Và người chồng khi đi ra khỏi gia đình như thế này là vì mẹ bệnh ốm đau, vì vậy cho nên phải cách ly gia đình để về để lo cho cha mẹ. Ở bên đây cũng phải trả bao nhiêu tiền bạc này cũng vẫn đúng nghĩa, tôi vẫn chấp nhận. Nhưng mà cái này tôi không chấp nhận được. Như vậy một bên đi tìm cái nguồn vui của hưởng thụ ích kỷ cá nhân mình, một bên này phải chịu đựng cho một sự ích kỷ như vậy. Tôi thấy rằng cái sự bất công này quá đáng. Cho nên vì vậy ở chỗ là tôi chỉ cho cô một giải pháp là chia sẻ thôi. Tôi nói như thế là phải cắt đứt cái chuyện này đi. Cắt đứt thì anh ta có thể quay về, hoặc là có thể không. Khi cô cắt đứt tất cả, cô sẽ có một câu trả lời chính xác. Bây giờ cô không biết được rằng anh ta có thương cô hay không, hay là anh ta có muốn quay về hay không, mà lòng thì vẫn hy vọng, mà thực tế thì nó lại xa vời. Giữa cái đó nó làm cho cô cắn đắng từng ngày. Cô nói cô đi làm thì khoay khỏa, nhưng mà về tới nhà cô lại khóc. Như vậy thật ra cô quá hiền đi. Cô quá hiền. Vì vậy cho nên chúng tôi mới nói như vậy. Bây giờ cô đừng để tâm tới cái đó. Cô đem tình yêu này, cô lo cho con cái của cô, hai đứa con còn lại. Cô đã hy sinh để gánh hai đứa con là cô đã quá tốt với ổng rồi. Nếu ra tòa ly dị, cô mà nuôi hai đứa con này, ổng phải chu cấp cho tới 18 tuổi. Đó là vấn đề luật pháp. Như vậy khi bây giờ ông lại đi chơi mà ông không chu cấp, tiền lời trong ngân hàng cô phải trả, hai đứa con này một mình cô gánh, như vậy cô nghĩ thế nào? Vì vậy không cứu được tình thế, cô phải cứu được cho chính cô cả đã. Vì vậy tôi khuyên cô là cắt đứt, cô sẽ có câu trả lời. Và khi cô dứt phát cái điều đó thì ổng có thể qua về, hoặc là không. Một là không thì cô cũng rảnh nợ để lo chuyện khác. Hai là có quay về, nhưng mà tôi nói như thế này, cũng đừng bao giờ dễ dàng đón nhận. Đừng thấy khi ổng quay về cái mừng quá, cái tha thứ hết tất cả liền. Cái gì dễ chấp nhận tiếp tục nó sẽ đẩy cô vào đau khổ lần thứ hai. Cái gì khó nó sẽ có một cái giá của nó đó, thì sau này người ta ngại. Ví dụ bây giờ cô dễ dàng tha thứ quá đó, thì mai này ổng sẽ tiếp tục, khi mọi việc đâu vào đó rồi tiếp tục cái vấn đề này là ngựa quen đường cũ. Cho nên thầy khuyên cô một cái điều như thế này là dầu ổng có quay về, cô có mừng chín xe 10 vàng thì mừng trong lòng thôi, bên ngoài vẫn lạnh như đá như tiền cho tôi. Và thế này,
khi mà sự thiết tha của một người thật sự quay trở về vì lo cho hạnh phúc gia đình thì cô phải đặt điều kiện. Cô là người có quyền đặt điều kiện chứ không phải cái quyền điều kiện từ cái phía ông kia. Ông kia không có quyền đặt điều kiện gì hết. Những điều kiện này bao giờ cái người chồng của mình chấp nhận được những điều kiện này một cách thành tâm thì cô cứ việc chấp nhận cuộc hôn nhân này quay trở lại, bằng không thì cứ dứt khoát ra tòa, chuyện ai nấy giải quyết. Như vậy chứ không thể nào mà giam lỏng mình như thế đó. Cuộc sống ai cũng có tính cách tự do của họ, không thể giam người này để cho mình tự do, còn người ta thì phải như thế. Như vậy chính cái chỗ đó, tôi cho cái sự hưởng thụ đó là hưởng thụ hơi ích kỷ và tội lỗi. Mình hưởng thụ, mình đi tìm những cái nguồn vui của chính mình, mà mình phải làm người khác phải chấp nhận sự đau khổ để hy sinh cho mình, điều này không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận được. Như vậy có thể vấn đề giải quyết cho nó có tính cách hợp lý cả đôi điều là điều này tôi muốn chia sẻ với các vị. Xin thưa với các vị, điều này chúng ta cũng không dễ dàng thông cảm. Bởi vì những người khi có lương tâm và đạo đức, những người có tính thủy chung và những người có đời sống đạo đức và gương mẫu thì việc này không thể xảy ra. Tôi nhớ tôi đọc trong cổ học Tinh Hoa, nó có cái mẫu chuyện là đó là Yến Anh. Tức là tể tướng Yến Anh là một cái người dưới cái triều đại của vua Cảnh Công của thời kỳ Trung Quốc. Yến Anh là một cái tể tướng rất là có tài, cho nên là khi mà nhà vua rất là trọng cái tài của Yến Anh, cho nên nhà vua có một người con gái là công chúa đó, rất là đẹp, muốn gả cho Yến Anh. Nhưng mà tể tướng Yến Anh đó, là đã có vợ rồi, nhưng mà đã lớn tuổi rồi, cho nên là phụ nữ lớn tuổi thì thật sự á thì về nhan sắc thì nó cũng phải tàn phai theo tháng ngày. Đàn ông thì phai tàn chả có gì để nói, nhưng mà phụ nữ tàn hơi tiếc một chút, có phải không? Vậy thông thường tại tay ví phụ nữ như một đóa hoa mà. Xin thưa với các vị, hoa thì nở có lúc cũng phải tàn, đó là quy luật. Nhưng mà Yến Anh là một con người sống rất là trượng phu, trọng nghĩa, chứ không phải là những cái nghề tham mê về sắc. Cho nên một hôm á, vua Cảnh Công mới đến thăm Yến Anh. Và khi đến dự một buổi tiệc rồi mới tâm sự với Yến Anh rằng: này Khanh, Khanh là một hiền tài như vậy thì phải xứng đáng với những người con gái trẻ đẹp, chứ vợ Khanh giờ này đã vừa già vừa xấu thì Khanh lại sống như thế, như vậy cũng tội nghiệp cho Khanh. Bây giờ chẳng có một đứa con gái thì chẳng thấy không ai xứng đáng bằng Khanh, cho nên chẳng muốn gả nó cho Khanh, Khanh nghĩ thế nào? Thì lúc đó tể tướng Yến Anh mới đứng ra xá đức vua hai xá, mới nói rằng: dạ thì tâu với chúa công hay đại dương gì đó thì mọi việc của chúa công nói là rất là đúng, nó thông thường là như vậy, nhưng mà chúa công cũng không để cho hạ thần phải mang tội bất nghĩa chứ. Tại vì hạ thần đã cưới vợ của hạ thần từ khi còn trẻ đẹp. Và từ khi còn trẻ đẹp thì người phụ nữ thông thường là muốn gửi gắm á, là muốn gửi gắm là để chăm sóc lúc về xấu về già này. Như vậy thần cũng đã hứa với hiền thê của thần là sẽ chăm sóc suốt đời chi lúc mà hiền thê về già và có xấu đi chăng nữa. Nhưng cho nên á, đức vua tức là chúa công cũng không nên để cho hạ thần mang cái tội bất nghĩa với hiền thê. Như vậy thì một cái người nói ra như vậy thì đức vua biết rằng đó là một vị trung quân mà sống có tình có nghĩa, cho nên đức vua không đủ cái can đảm chạnh lòng để can thiệp. Như vậy nếu một người có đức, một người trung thủy, một người sống mà vì cái người thương của mình có thủy có chung thì dầu bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể thay đổi được. Như vậy mình không nên một cái như thế này, mới chuộng mà cũ dâm. Nếu chúng ta chỉ sống mà thuộc về cái khuynh hướng gọi là hưởng thụ để chạy theo bóng sắc thì tất cả chúng ta đều có cái cách so sánh hết. Chúng ta hay đi bước ra bên ngoài, chúng ta so sánh với chồng mình, bước qua bên ngoài gặp người khác so sánh với vợ mình. Ai có tâm niệm này dứt phát đổ vỡ gia đình là chuyện trong một ngày gần hoặc một ngày xa nào đó. Cho nên á, khi chúng ta hôn nhân, chúng ta đã chọn một con người đã từng chung sống, chúng ta đã thừa nhận mặt tốt, đồng thời chúng ta đã chấp nhận mặt xấu từ ban đầu, có phải vậy không? Ví dụ bây giờ hồi lúc đó, có những người khi chúng ta hôn nhân biết rằng người này có khiếm khuyết gì đó
Nhưng mà xuất phát từ tình yêu, chúng ta thấy người này có một cái tốt gì đó, chúng ta mới cưới chứ. Như vậy thì không thể cưới về rồi mai này chúng ta gặp một cái con người đó, chúng ta đem vợ mình hay đem chồng mình để ra so sánh. Nhất là cuộc sống ở tại Mỹ là một cuộc sống tự do, một nền công nghiệp, và tất cả mọi người đều có quyền đi làm, chứ không phải là vợ ở nhà chỉ biết là mai giá thiêu thùa chăm sóc con như một cái nền văn hóa phong kiến. Như vậy thì bây giờ một người nữ cũng có quyền đi làm, một người nam cũng có quyền đi làm. Vậy thì khi mà tham gia vào tất cả các công sở thì sao? Luôn luôn lúc nào dưới mắt chúng ta cũng có những người chúng ta vừa ý. Đây là nguyên tắc. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta vừa ý ai rồi tự nhiên chúng ta đem cái tâm mà bỏ theo người đó là không đúng. Tại vì trong cuộc đời này, những cái vấn đề lịch lãm, lịch sự trong vấn đề giao tế, điều đó chúng ta khó hiểu lắm. Vì vậy ở đây chúng ta không vì bất cứ một lý do nào mà chúng ta quên trách nhiệm. Mặc dầu có một người nào đó chúng ta có thể thích ở góc độ nào trong lúc công việc chúng ta cùng làm gần gũi, nhưng không có nghĩa là chúng ta thích và chúng ta chiều chuộng theo cảm giác của mình. Bất cứ một ai sống nhẹ dạ để chiều chuộng theo cảm giác của mình, đó là người sống theo xu hướng. Người này dễ đánh mất mình và người này dễ đánh và đem hạnh phúc của mình ra đánh đổ với những cái vấn đề hưởng thụ. Vì vậy ở đây khi một người biết trân quý những hạnh phúc và biết trân quý thủy chung và có giá trị về đạo đức thì những điều này tôi nghĩ không thể xảy ra. Mình mến mộ nhau trên tình bạn, trên công việc, trên mọi lĩnh vực, đó là chuyện bình thường. Không có gì kết. Mình mến mộ một tài năng, mình mến mộ một cái sắc đẹp, mình mến mộ một cái gì đó, giọng hay, tiếng tốt, tất cả cái đó gọi là cái hâm mộ của mình. Ai cũng có quyền hâm mộ một cái gì theo mình thích, điều đó không có lỗi gì hết. Mình có quyền hâm mộ một nhà văn, mình có quyền hâm mộ một tài tử, mình có quyền hâm mộ một ca sĩ, mình có quyền hâm mộ một cái gì đó, đó là quyền của mình. Và tình cảm tất cả mọi thứ nó đều có sự khác nhau. Tình thương của vợ chồng khác, tình thương của cha mẹ khác, tình thương của giới con cái khác, và tình thương của những người hâm mộ khác. Tất cả đều tình thương nhưng không thể cái gì thế chỗ cho nhau được. Mặc dầu nó xuất phát từ cái lãnh vực là tình cảm của con người, nhưng mà mỗi một lĩnh vực tình cảm nó khác nhau. Không thể là đem tình cảm cha mẹ so sánh với tình vợ chồng, nó không có giống nhau. Xin thưa với các vị, trên nguyên tắc nó là tình cảm nhưng mà không giống nhau. Ví dụ các vị đem hai con gà, các vị cộng với hai củ khoai lang ra cái gì? Ra bốn, mà bốn cái gì? Bốn cái gì? Bốn không được cái gì hết, có phải đúng không? Bốn cái gì bốn được? Hai với hai thì bốn được, mà hai gà với hai khoai lang không ra bốn được. Bốn nhưng mà không biết bốn cái gì hả? Tới lúc đó bốn là bốn nồi cà ri. Xin thưa với các vị, cái đó là tôi muốn nói là vậy. Bởi vì tôi muốn nói là tình cảm nhưng mà nó không thế được. Tôi dành tình cảm cho cha cho mẹ nó khác với tình cảm với vợ chồng, hay là tình cảm của cha mẹ nó khác với tình cảm dành cho con cái, và tình cảm này nó khác với tình cảm của bạn bè. Như vậy trở lại vấn đề, như vậy khi đặt vấn đề về tình cảm là chúng ta đã có sự hẹn ước và sống với nhau. Còn tất cả những cái khác ngoài sự hẹn ước đó, chúng ta có quyền ngưỡng mộ nhưng không có được quyền vượt qua giới hạn để làm đau khổ những người chung sống với mình, là một người chồng hay là một người vợ. Và chúng ta đừng nghĩ rằng cái điều đau khổ này xảy ra là giữa hai vợ chồng cùng chịu, không có đâu. Hai vợ chồng cùng chịu là một phạm vi thôi, còn những người cùng chịu khác đó là con cái của các vị, là cha mẹ đôi bên của các vị, chứ đừng nghĩ như vậy. Cho nên có những khi chúng ta suy nghĩ một cái điều nông nổi một chút thì chúng ta sẽ đẩy cái hạnh phúc chúng ta đi rất xa, và chúng ta đã mất đi cái tư chất và cái bản chất của một con người, cái tư cách đạo đức của một con người liền. Các vị thấy chưa? Như vậy cái vấn đề khi chúng ta phân tích được nhu cầu và hưởng thụ thì chúng ta sẽ có cái mức của nó. Ở một mức độ nào cũng cùng một cái đó mà là nhu cầu, nhưng vượt qua cái đó gọi là hưởng thụ. Ở đây chúng ta dừng tới cái phần của sắc tới đó. Cảm thông được không? Hay là thêm nữa? Xin thưa các vị, qua lĩnh vực thứ hai một tiếp nữa, đó là tài sắc danh. Danh thì hôm chúng ta nói rồi. Thực ăn uống là như hồi nãy chúng ta đã từng nói, chúng ta không thể nào sống khi không có ăn, đúng không? Ăn mặn ăn chay gì không cần biết, nhưng mà không thể sống khi không có ăn. Như vậy ăn là một cái nhu cầu,
Nhưng mà nếu không khéo, ăn này trở thành một hưởng thụ, nhưng mà có những hưởng thụ rất là tội lỗi. Hưởng thụ rất tội lỗi. Các vị ăn chay cũng được, các vị ăn mặn cũng được, điều này Phật giáo không có can thiệp. Một người cư sĩ có quyền ăn chay 5 ngày 3 ngày tùy các vị, có quyền ăn mặn tùy các vị. Nhưng mà vấn đề cái gì nó ở một mức độ tương đối thôi. Tôi có nói cái điều này trong cái đĩa là ăn chay và ăn mặn, các vị nên tìm thêm. Bây giờ mình mở rộng nhiều thì nó đã những lĩnh vực đã nói rồi, mình lặp lại nó uổng. Xin thưa với các vị, nhưng mà có những cái ăn gọi là những cái hưởng thụ mà một cách ghê tởm, ghê tởm. Có những người, các vị ở đây có ai biết là có thấy người ta hoặc là đăng báo hoặc là ăn ốc khỉ chưa? Có nghe chuyện này chưa? Và Việt Nam hiện giờ đang rất phổ biến về chuyện này. Người ta đang đi săn ốc khỉ để bán cho những nhà mà gọi là những nhà giàu có để hưởng thụ. Thì thật ra các vị nào đọc trong cái gọi là phóng sự xã hội Việt Nam, chúng ta sẽ thấy cái này, và điều này đang cảnh báo. Sự thật không phải ngày hôm nay mới có. Điều này nó đã có từ cái thời kỳ của quân chủ của Trung Quốc, là từ thời của bà Từ Hy Thái Hậu, của thời kỳ nhà Thanh. Đã có những cái ăn ghê tởm này rồi, khi đã đãi khoản đãi các cái sứ thần của phương Tây và những cái cuộc yến tiệc khác đã thực hiện điều này rồi. Chúng ta chỉ là những người kế thừa và bắt chước, nhưng mà chúng ta bắt chước không có chọn lọc, cho nên chúng ta đã bắt chước một cách tội lỗi như thế này. Cái con khỉ bắt về á, các vị thấy rằng con khỉ nó rất gần gũi với mình á. Nếu tính về cái phong cách sinh hoạt và mỗi cái cử chỉ đó gần với con người, mặc dầu thiệt ra loài nào sinh ra loài đó. Về học thuyết của Darwin tôi không có chấp nhận, tôi không thừa nhận học thuyết của Darwin với bất cứ lý do nào hết. Nhưng đó cũng là một lý giải để tạm thời lắng dịu cái sự nghi ngờ về nguồn gốc thủy tổ của con người. Thì đó là một cái lý luận để chấp nhận, bởi vì chưa có lý luận nào khác thôi. Còn nói vấn đề khi quan niệm của học Phật để nhìn nhận, chấp nhận học thuyết của Darwin, tôi không có chấp nhận. Bởi rất nhiều lý do. Mà các vị muốn nói không? Muốn nói việc khác hay là hôm nay? Nhiều khi nó không trong đề tài, nó lãng quẻ. Tại vì tôi nói đến con khỉ cho nên tôi mới liên hệ nhớ đến cái đó. Đầu óc tôi cũng hơi lung tung lắm á. Xin thưa các vị, bây giờ trở lại vấn đề đi, việc đó việc khác chúng ta bàn. Nhưng bàn đến cái tư cách, cái phong cách và cái sinh hoạt của con khỉ, nó rất là gần với con người. Và một khi chúng ta đủ sức để ăn một con khỉ thì tôi nghĩ là cũng nhẫn tâm dữ lắm. Và ăn hơn nữa này, ăn không phải là ăn chết mà ăn sống mới là vấn đề tội lỗi. Thì cái ăn nó như vậy, tôi diễn tả cho các vị thấy. Điều này cần phải nói để mọi người biết, để lên án việc này và cần ngăn chặn việc này. Một con khỉ như vậy bắt về hoàn toàn sống như vậy các vị. Và khi nhốt vào lồng á, nó cột chân cẳng và mình của con khỉ trong một cái lồng rất là cứng như thế này. Xin thưa với mình mấy thì dường như không có cột, mà dường như là cột cái đầu là chính, cột cái cần cổ với cái đầu. Và trên ở đây, trên cái như cái mặt bàn vậy nè, phía trên nó là bằng như vậy này, nó mới pét một lỗ vừa cái sọ của con khỉ thôi. Thì nó mới cạo cái đầu con khỉ cho nhẵn bóng hết trên cái sọ ló ra như vậy. Bắt đầu nó để nhô lên khoảng bao nhiêu như thế này. Và nó xiết con khỉ như vậy thì cái đầu thì không nhúc nhích, còn cái mình thì tự do. Thì bắt đầu nó chuẩn bị rượu, chuẩn bị chanh, chuẩn bị xăm banh, chuẩn bị cái giống gì đó mà nó để nó chấp nhận ăn đó. Thì bắt đầu nó chuẩn bị hết, và dao mát, muỗng, dĩa gì đầy đủ. Xin thưa với các vị, nó chuẩn bị xong rồi, bắt đầu là nó lấy một con dao thiệt bén, nó mới dạt ngang cái sọ của con khỉ như vậy. Thì khi dạt như vậy thì mặt tình con khỉ ở trong đó mặt tình mà dãy dụa thoải mái. Nhưng mà cái lồng nó trong một cái bàn như vậy nó đã thiết kế rồi rất là chắc, không thể nào nhúc nhích được cái bàn này. Trên đây rất là sạch sẽ mọi thứ như vậy. Thì khi dạt như vậy rồi là máu nó tuôn ra, và cái ốc của con khỉ nó cứ nhích vậy nè. Nhưng mà chả cần, nó mới nặng chanh nó chế rượu vô, bắt đầu là mỗi một người một muỗng. Cứ là nó xem đó như là một trái dừa nạo mà mặc tình mà múc. Các vị thấy mình dạt trái dừa nạo, mình có múc mình ăn là cái rau câu chưa? Thì nó ăn cái rau câu dừa như thế nào đừng nói, mà múc thấy rau câu sợ luôn, không dám ăn đi. Xin thưa các vị, thật ra không thể tưởng tượng được. Và đó là cái cách ăn của quý phái, của những nhà mà gọi là thượng lưu, những người có tiền bạc. Hỏi ăn như vậy để làm gì? Thật sự các vị cũng biết ăn như vậy làm gì rồi. Chỉ phục vụ cho nhu cầu hưởng thụ thôi, chứ nó không mang cái nghĩa gì hết.
nó không có một ý nghĩa gì trên cuộc đời. Ăn như vậy để khỏe mạnh thêm, để sung sức thêm, để tăng lực lên gì đó, với một cái nhu cầu như vậy thôi. Có tiền để ăn như vậy, có trí khôn trong cuộc đời để ăn như vậy, thật sự nếu về nhân quả mà nhìn, người này sau một cuộc đời này là cái gì tôi không biết được. Là cái gì tôi không biết được, không cần giải thích, mỗi người tự cho một cái câu trả lời. Nhưng mà trên nguyên tắc về lương tâm của con người, đã đủ can đảm để ăn như vậy thì mai này cả con người đụng chạm đến quyền lợi của nó, nó sẽ sát phạt bằng là chuyện bình thường, không có cái gì quan trọng nữa. Mày gia chạm đến quyền lợi của tao, mày gia chạm đến hạnh phúc của tao, sẵn sàng là triệt tiêu mày. Không có bao giờ gợn sóng nhẫn tâm. Chúng ta sống gần gũi với loài cầm thú đó. Sự tham vọng này, sự ăn uống này như vậy rất là đau thương các vị. Và điều đó họ hàng tuần như vậy, chứ không phải lâu lâu một lần. Cuối tuần là họ đi thư giãn bằng cách họ lên những vùng rừng gần cái những cái miền mà miền núi. Họ đã đặt tiền cho những người đi bắt khỉ như vậy, để bán những con khỉ tươi và ăn như vậy. Ăn như vậy rồi rượu thịt của họ cứ đem ra làm thoải mái như vậy, còn cái xác thì bỏ lại. Như vậy thì con khỉ đâu có ăn được cái gì cái xác đâu, chỉ ăn cái óc của nó vậy thôi. Nạo xong vét hết cái óc như vậy, mặc tình chúng sinh dưới đau thương mà dễ dụa. Tôi đồng ý cho các vị là một người đời có quyền ăn mặn, đây là chuyện bình thường. Nhưng mà mỗi người tự có cái vấn đề là nhân quả, ai tự làm hành động tự chịu trách nhiệm lấy. Nhưng mà trên một mức độ nào đó, mọi người vẫn nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái này nó lại là vượt quá mức bình thường, tội lỗi. Và nó nhẫn tâm ở một mức độ là con người ăn mặn cũng không thể chấp nhận được chuyện này nữa. Đây là một việc làm mà chúng ta nhẫn tâm. Nhẫn tâm thứ hai mà không thể kém cái điều này, đó là vấn đề ăn thịt người. Các vị có biết chuyện này chưa? Đó là ăn thịt thai nhi. Thai nhi từ 3 đến 5 tháng tuổi trở lại. Thai nhi từ 3 đến 5 tháng tuổi trở lại. Và điều này rất phổ biến ở Trung Quốc cũng như Đài Loan. Và những như Việt Nam thì có hay không thì tôi chưa được biết. Nhưng những thông tin này đã lấy từ Trung Quốc và Đài Loan và ảnh hưởng rất là nhiều. Là vấn đề này nó đã đặt tất cả những người nào á, những người nào mà nhất là những phụ nữ có chữ hoang, hoặc là như thế này thế khác, hoặc là những người quá nghèo khổ không thể nuôi được một đứa con, thì nó đã đặt tiền trước khi người này sinh nở. Và nó có những cái bộ phận mà đi làm chuyện đó để giới thiệu để thế này thế khác, là nó có những cái đường dây riêng của nó. Và nó đặt mua những cái thai nhi này từ 3 đến 5 tháng tuổi. Tháng đó là bao nhiêu, 3 tháng là bao nhiêu, 4 tháng, 5 tháng là bao nhiêu tiền. Và xin thưa với các vị, khi mà nó làm nó y chang như một cái cách làm của một con heo con mà nó làm quay để nó ăn vậy đó các vị. Nó nấu từng tô súp, nó quay từng đứa trẻ, nó chặt từng cái chân, nó chặt từng cái đầu, cái mình của một cái đứa hài nhi chừng độ chừng khoảng 3-4 tấc như thế này. Cái mục đích ăn duy nhất của nó là cái gì? Phục vụ cho cái gì? Tức là để phục vụ cho chuyện đi chơi bời mà thôi. Phần lớn ăn để đi chơi bời mà thôi. Không mang một nghĩa để xây dựng gia đình hay là để gì, vấn đề chữa trị bệnh hay là vấn đề gì hết. Không mang vấn đề để phục vụ cho y học, không có bất cứ một cái gì hết. Tất cả mọi thứ này ăn chỉ nhằm phục vụ cho chuyện chơi bời. Như vậy nếu một cái sự ăn như vậy thì vấn đề đó thuộc về dạng hưởng thụ, mà hưởng thụ quá ư là nhẫn tâm và tội lỗi. Như vậy ở lúc đó chúng ta không có cần xem cái đó như mà là một cái gì nữa hết, mà lúc đó chúng ta có quyền, ở đây là luật pháp cũng có quyền kết tội cái điều này, chứ không có nói là vấn đề về đạo đức nữa. Về đạo đức lên tiếng là đã đành, nhưng mà luật pháp vẫn có quyền để can thiệp vào tất cả những điều này. Nói một cách rất rõ ràng như vậy, con người mà ăn con người không còn là con người nữa. Cái đó thuộc về cái thứ gì á, chứ không phải là cái con người nữa. Cái vấn đề này nó không phải mang tính cách là lộ liễu, mà nó là những vấn đề lén lút thầm lặng ở một cái mức độ nào đó, trong một cái đường dây nào đó. Vì cái việc đó, các vị nào lên internet các vị sẽ thấy điều này. Người ta gửi cho chúng tôi rất nhiều những thông tin này. Như vậy thì đó là tôi xem những cái đó gọi là những cái hưởng thụ tội lỗi. Những hưởng thụ tội lỗi nó đã vi phạm đạo đức, nó đã vượt quá mức của con người. Ví dụ các vị ở trong cuộc đời các vị ăn thịt bò, chó, trâu, dê, mèo gì đó
là tùy các vị. Có thể theo góc độ Đức Phật mà nhìn thì tất cả cái gì nó cũng có cái quả báo của nó. Thì vấn đề đó tùy các vị, ăn nhiều ăn ít thì tùy mỗi người, ăn chay được bao nhiêu ngày tùy mỗi người, vấn đề đó không có can hệ gì, nó cũng là vấn đề rất bình thường thôi. Nhưng mà những cái tôi nêu ra các vị đó là những hưởng thụ gọi là bất bình thường đó, tội lỗi như vậy, thì vấn đề đó chúng ta suy nghĩ, nên suy nghĩ là vấn đề này một chút. Có phải vậy không? Như vậy thì ở đây khi nào là một nhu cầu và khi nào hưởng thụ chúng ta phân biệt rất rõ. Và những người Phật tử chúng ta nên chọn theo cái phương cách là một nhu cầu. Bởi vì á, chúng ta vượt quá cái phương cách này ở một mức độ nào thôi. Ví dụ bây giờ nhu cầu là ăn chay cũng sống được, ăn mặn cũng sống được. Thì bây giờ ví dụ các vị á, không có ăn chay được, các vị ăn mặn cũng xem như một nhu cầu của cuộc sống. Nhưng mà hơn chút nữa chúng ta có những cái hương vị gì cho gia đình thỉnh thoảng một đôi bữa, đó cũng là điều rất là tự nhiên. Nhưng mà nếu là những cái điều tôi nêu như vậy thì nó là nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Và điều này cần phải chia sẻ với nhau, cần phải lên án và tuyệt đối ở một mức độ là có người thân, có người quen như thế này phải chống đối tới cùng về những hành động này. Tiếp theo nữa đó là nhu cầu về gì? Ngủ nghỉ. Ngủ nghỉ là nhu cầu hay là hưởng thụ? Nhu cầu. Thật sự với các vị, về mặt căn bản, ngủ nghỉ là một nhu cầu. Chúng ta không thể sống khi không có ngủ. Bởi vì chúng ta mà nếu mà chúng ta không có ngủ, chúng ta phải đứt thần kinh chết đi thôi. Tại vì cái bộ óc chúng ta làm việc liên tục như vậy là chúng ta phải bị đứt thần kinh thôi. Nhưng mà xin thưa với các vị, có một số người bị bệnh tật vì lý do gì đó. Có một người ở Việt Nam, là anh này là sau chiến tranh Việt Nam 30 năm anh ta không có ngủ được, không biết lý do gì. Bây giờ mắt anh ta rất là sâu, thục rất là sâu, người anh ta rất là héo hắt. Anh ta không thể nào ngủ được quá 15 phút. Có những lúc quá ư là mò mỏi góc độ nào đó, anh ta có thể liệm hoặc quên gì đó chừng khoảng 15 phút là cùng. Và 30 năm trời, hôm nay đến 30 năm rồi, anh ta vẫn như vậy. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao anh ta vẫn sống được. Nhưng anh ta sống rất là dằn vặt, rất là đau thương, rất là nói chung là nguy hiểm. Và không có một thuốc thang nào để chữa trị điều này. Và chụp cái hình anh ta chúng ta thấy rất là thê thảm. Các vị thử không ngủ hai đêm, các vị thử không ngủ hai đêm hoặc là không ngủ một đêm gì thôi, mình lấy cái gương mình nhìn mình đi. Chỉ cần không ngủ một đêm thôi mình nhìn mình đã khác rồi, chứ đừng nói là tới 30 năm như vậy. Như vậy thì một khi con người đã không ngủ, cái đó là cái vấn đề là ngoại lệ. Một vấn đề bệnh tật, nghiệp cảm hành gì đó không biết, nhưng mà ngoại lệ. Còn quy tắc chung tất cả chúng ta đều phải có ngủ ít nhất 3-4 tiếng, 5 tiếng. Thông thường tôi từ 5 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng trong một đêm là tôi có thể đủ. Xin thưa với các vị, nếu chúng ta ngủ theo một góc độ là bao nhiêu tiếng trong một đêm là đủ, thông thường bác sĩ cho phép 8 tiếng, dữ vậy. Rồi tôi có thể chấp nhận các vị là một đêm chúng ta ngủ được 8 tiếng. Nhưng mà có ai ngủ được đến 10 đến 12 tiếng chưa? Vẫn có như thường. Vẫn có như thường. Như vậy khi nào mà chúng ta ngủ hơn một cái mức độ cho phép là gì? Là gì? Là hưởng thụ cái ngủ. Có phải không? Hưởng thụ cái ngủ. Nhưng mà xin thưa với các vị, tôi nói thiệt, ngủ là cái vô lý nhất trên cuộc đời này, là cái vô ích nhất trên cuộc đời. Nếu chúng ta ngủ chỉ so dịu hệ thần kinh thì hoàn toàn tốt. Nhưng mà vượt ngoài cái đó, chúng ta ngủ để cho đã hơn, hay là hôm nay chủ nhật rồi đi làm cả tuần mệt mỏi, cái đang ngủ thêm vài tiếng đồng hồ nữa cho đã. Thật chứ chất vị, các vị ngủ 3 tiếng 5 tiếng sau có thể đã hay không tùy các vị. Nhưng mà xin thưa chắc các vị, thời gian ngủ là thời gian vô tích sự, không có ý nghĩa gì cả. Em ơi, 60 năm cuộc đời mà nếu ai ham ngủ còn có 30 năm mà em ạ. Có phải vậy không? Nhưng mà xin thưa với các vị, nếu mà 30 năm mà ngủ, các vị thử tưởng tượng ghê gớm không? Cuộc đời chúng ta có 60 năm mà chúng ta ngủ 30 năm, chúng ta nhìn lại thấy ớn lắm chứ. Trời ơi, tự nhiên 30 năm nó lãng phí một cái điều mà không thể tưởng tượng được. Đó là sự thật. Cho nên Việt Nam chúng ta có một câu sao? Đời người chỉ một gì? Gan tay. Rồi sao nữa?
Nếu ai hay ngủ chỉ còn nửa gan. Có phải vậy không? Nhưng mà các vị thử tưởng tượng đi, thời gian chúng ta ngủ, chúng ta không làm được cái gì hết, không tận hưởng được một cái gì hết, và không thấy được bất cứ cái gì hết. Có thể chúng ta 5 phút chúng ta đọc được một trang sách, chúng ta vẫn có một cái ý vị và hiểu biết thêm cuộc đời. 5 phút chúng ta nhìn một bức tranh, chúng ta còn tận hưởng được một điều gì đó. 5 phút chúng ta uống một ly cà phê, chúng ta vẫn có một cái gì đó. Nhưng mà nếu 5 phút này để ngủ với tính cách đã đủ rồi thì 5 phút này không có ý nghĩa gì hết. Như vậy ở chỗ là hưởng thụ, mà hưởng thụ về ngủ nghỉ thì rất là uổng các vị. Rất là uổng, không có ý vị gì. Thay vì 5 phút chúng ta ngồi thiền niệm Phật, nhưng mà thiệt các vị ngủ 10 tiếng, 5 tiếng chúng ta vẫn thấy bình thường. Mới ngồi niệm Phật mới 2 phút ngủ mất tiêu rồi. Có phải vậy không? Sao kỳ vậy các vị? Có thông thường là chúng ta hay vậy á? Cái thời gian tiêu khiển trong ngủ nghỉ hay là trong bất cứ cái gì, chúng ta vẫn thấy nó mau quá, nó nhanh hết quá. Nhưng mà tại sao mà thời gian bắt đầu vào mà ngồi niệm Phật là chúng ta mau vô thiền định dữ vậy? Có thể là cái nghiệp, nhưng mà có thể là thật ra nó có nhiều lý do. Như vậy thì ở đây chúng tôi mong muốn rằng ngủ là một nhu cầu không thể thiếu. Đó là cái cách để xoa dịu hệ thần kinh. Và thật sự có người á, các vị biết rằng do công việc quá nhiều cho nên thời gian ngủ quá ít. Vì vậy thỉnh thoảng khi vô công sở có những lúc chúng ta bị ngủ gục. Điều này dễ chấp nhận. Nhưng mà bác sĩ cái yêu cầu như thế này: đang viết bài, đang trong công sở, đang làm việc mà khi quá buồn ngủ để ngủ gục, đó là khi chúng ta quá thiếu ngủ. Thì chúng ta cần ngủ dầu 5 hay 10 phút, đừng khiên cưỡng. Bởi vì chúng ta cưỡng lại giấc ngủ, chúng ta sẽ làm căng đi cái sự hệ thần kinh. Bởi vì chúng ta chống lại với cái sự chiều hướng của những nhu cầu nó đang cần, thì lúc đó chúng ta làm việc sẽ kém hiệu quả hơn. Thay vì lúc đó chúng ta cứ việc bỏ dí xuống, chúng ta ngủ 5 phút. Và cái cơn ngủ rất là nhanh như vậy, nhưng mà khi chúng ta giật mình thức dậy, chúng ta làm việc tốt hơn khi lúc là chúng ta chống đối với cơn ngủ này. Như vậy việc làm này xảy ra với những người làm việc quá hăng say cho nên rất ít ngủ. Hồi hôm tôi có nhắc đến nhà thiên tài và nhà Edison đó, nhà khoa học Edison đó. Ông ta làm việc 18 tiếng đồng hồ trong một ngày đêm, ngày nào cũng như ngày nào. Thời gian còn lại ăn uống và ngủ nghỉ của ông chỉ còn 6 tiếng đồng hồ còn lại. Như vậy ăn uống ngủ nghỉ tất cả mọi thứ của ông 6 tiếng đồng hồ, và trong cuộc đời của ông sống như vậy xứng đáng là một con người. Như vậy trong cuộc đời này 60 năm tuổi chúng ta có quyền làm được rất nhiều việc, nhưng không khéo chúng ta sẽ bỏ phí mấy chục năm trong những vấn đề chỉ ngủ thôi là rất là tiếc các vị. Nếu ngủ nửa đời rồi thì còn lại cái gì? Ăn uống, sinh hoạt, vui chơi và giải trí là bao nhiêu thời gian nữa? Như vậy thời gian chỉ học hành, làm việc, cống hiến quá là ít như vậy. Rồi cuối cùng chúng ta chết đi một đời người, nó tiếc, vô cùng tiếc. Có phải vậy không? Như vậy bên cạnh đó chúng ta còn những cái thời gian tiêu khiển mà cần phải để ý, đó là thời gian giải trí. Giải trí là một nhu cầu để giúp chúng ta thư giãn trong cuộc đời này. Khi chúng ta làm việc quá nhiều, quá mệt mỏi, áp lực công việc, áp lực gia đình, áp lực về vấn đề kiếm tiền chi tiêu, thỉnh thoảng chúng ta cần phải có những lúc chúng ta thư giãn về đầu óc. Đó là cái chúng ta rất là bình thường. Nhưng mà nếu có những người thư giãn góc độ, ví dụ bây giờ chơi điện tử. Chơi điện tử chúng ta được cái gì? Các vị ngồi bấm chơi điện tử hàng ngày chúng ta được cái gì? Tôi cho trò chơi điện tử là một cái thư giãn. Nhưng mà nếu chúng ta 15-20 phút để thư giãn á, thì vấn đề đã dễ chấp nhận. Nửa tiếng cũng được, thỉnh thoảng chơi cho vui chơi giải trí. Nhưng mà nếu chúng ta nghỉ hàng ngày thức cả đêm để chúng ta đeo đuổi theo một trò chơi thì sao? Chúng ta lãng phí quá đáng. Cái vấn đề này cũng hưởng thụ á, mà hưởng thụ thời gian theo góc độ tiêu khiển quá đáng như vậy. Như vậy thì không có nên. Như vậy chúng ta sống phải có cái mức theo thời gian. Thời gian nào làm việc, thời gian nào ngủ nghỉ, thời gian nào giải trí vui chơi. Mỗi con người chúng ta phải có một cái thời khóa biểu với chính mình, và chúng ta phải trung thành với thời khóa biểu để cuộc đời chúng ta không lãng phí vào những chuyện vô ích như vậy. Xin thưa các vị, có những người chúng ta nhờ làm một cái chuyện gì đó, có thể là đi làm một cái bữa cơm cho gia đình, có thể là đi giặt một bộ đồ cho người thân, hay là chở ai đó đi bệnh viện, hay là chở ai đi khám bác sĩ, có thể là ông bà cha mẹ, chúng ta không có làm được. Chúng ta cái miệng nói bận rồi,
Nhưng mà bận cái gì? Bận để đang đeo đuổi theo một bộ phim đang theo dõi, bận để đang chơi một cái trò game nào đó trên internet hay là trên computer. Tất cả những cái đó như vậy thì chúng ta thấy như thế nào? Lãng phí vào trong những công việc mà nó không đem ra được một đồng nào, lãng phí vào những công việc nó không đem ra một lợi ích nào, lãng phí vào những công việc nó không đem lợi ích nào cho bất cứ một ai. Đó là một cái thứ tiêu khiển, đó là một cái thứ mà gọi là hưởng thụ vượt mức, quá mức rồi. Tự thân của trò chơi game có lỗi không? Không có lỗi. Tự thân của các cái game chơi nó không có lỗi, nó là một thứ giải trí. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng như một nhu cầu giải trí thì không có lỗi gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta lạm dụng nó để chúng ta quên tất cả những thời gian và mọi thứ vào trong nó thì sao? Đó là một thứ có lỗi á. Tội lỗi thì chưa biết, nhưng mà nó có lỗi với cuộc đời, với cuộc sống, có lỗi với những trách nhiệm của bản thân chúng ta. Còn tội lỗi hay không là tùy, cho nên là chưa kết luận. Nó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nếu chúng ta hưởng thụ trong vấn đề ngủ nghỉ và tiêu khiển thời gian bằng cách đó thì phí lắm. Thưa các vị, tôi thấy khi có những người qua bên Mỹ, họ có thưa với tôi rằng có những người làm tới ba chớp đó. Mấy anh đầu tôi cũng hiểu ba chớp là gì. Bây giờ tôi mới ba chớp là ba cái nghề, ba cái việc. Một ngày họ đi làm sáng trưa chiều tối. Như vậy họ làm quên mình luôn. Để vì sao vậy? Họ nói khi gia đình mới qua là con cái và mọi thứ công ăn việc làm còn mới mẻ, tiền bạc lo lắng không có đủ. Vì vậy họ phải chạy hết công việc này, chạy đến công việc kia để có tiền, phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền này, tiền kia. Và bên cạnh đó có một chút nữa là họ nghĩ đến quê hương. Và thông thường tôi tin rằng 80% những người tìm cuộc sống nơi đất Mỹ là đã nghĩ đến người thân của mình. Tìm ở bên đây không mang tính cách là để tìm cho mình có một cái cuộc sống, một đời sống cao để mình có nhu cầu hưởng thụ. Mà khi chúng ta tìm đến một nơi như vậy, chúng ta dễ kiếm ra được đồng tiền để chúng ta nghĩ về quê hương, một ngôi nhà nào đó, một người thân là cha, là mẹ, là anh, là em của chúng ta. Làm rất là cực mà không có tiền. Trong khi bên đây chúng ta nghĩ cực nhưng mà có tiền. Vì cực có tiền nên chúng ta chấp nhận mất nhiều thời giờ, quên cả ăn ngủ để lo với công việc của quê hương. Điều này tôi đáng khâm phục, đáng khen và đáng tán dương các vị. Đi tìm một cuộc sống như vậy rất có ý nghĩa, và cuộc đời chúng ta không phí tí nào. Không phí tí nào. Nhưng mà nếu ở đây có những người vì khi có nhiều cuộc sống tốt rồi lại đánh mất thời gian cho những cái đó, không làm được một cái điều nào tốt trong cuộc đời này, không chia sẻ với ai, thì cái đó nó là một lĩnh vực khác. Như vậy tất cả những nhu cầu chúng tôi nêu ra với các vị, các vị thấy là những con người mà sống bằng cái cách đó, bằng cái cách hưởng thụ mà nãy giờ chúng tôi nêu là vấn đề có trong xã hội này, mà chúng ta cần phải để ý để đừng bao giờ mắc phải những điều đáng tiếc như thế. Chúng ta gắng kiềm chế lại tất cả những cái bản năng về hưởng thụ của chúng ta để sống có nhu cầu. Khi chúng ta sống có nhu cầu thì cái nhu cầu đó nó không mang cái nghĩa tội lỗi ở trong đó. Tự thân của nhu cầu nó không có một cái tội lỗi gì hết. Nhưng mà cái gì nó liên hệ đến cái mà gọi là hưởng thụ thì nó tội lỗi hơn. Cho nên tôi mong mỏi rằng khi mà chúng ta phân tích được điều này thì chúng ta phải tìm hiểu đến vấn đề là để kiềm chế, để chúng ta sống có một đời sống nhu cầu, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm gì? Xin thưa với các vị, khi nhu cầu như tôi đã trình bày là để phục vụ cho cái ăn, cái ngủ, cái vui chơi, giải trí của chúng ta hoàn toàn hợp lý, và đời người như vậy không có gì sai. Nhưng mà vượt quá tất cả thì chúng ta đã trở nên, biến nó trở thành một cái để tạo nghiệp, và chúng ta có thể tội lỗi. Như vậy trong đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta điều gì? Đức Phật dạy tất cả mọi con người chúng ta nên sống tri túc và thiểu dục. Cái hạnh tri túc và thiểu dục là các hạnh trong Đức Phật đã dạy cho các thầy tỳ kheo, đồng nghĩa với chư Phật cũng dạy cho tất cả mọi người cư sĩ của chúng ta. Tri túc thiểu dục chúng ta đừng hiểu lầm. Tri túc có nghĩa là biết đủ, thiểu dục có nghĩa là ít ham muốn. Ít ham muốn biết đủ, chúng ta đừng nghĩ rằng là ít ham muốn biết đủ có nghĩa là chúng ta đã bằng lòng với những cái gì mà chúng ta không có muốn cố gắng hơn nữa. Ví dụ bây giờ chúng ta có khả năng học lên tới đại học hay là học tới tiến sĩ, mà chúng ta học tới lớp 9, lớp 10 thôi biết chữ đủ rồi, sống theo Phật tri túc thiểu dục, đúng không? Có phải vậy không?
Bây giờ thi tốt tiểu dục cái nói bây giờ chúng ta có cái sức khỏe và thời gian đủ để làm công việc kiếm thêm tiền để lo cho gia đình, lo cho này kia kia nọ nhiều đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói nghe lời Phật dạy chi túc thiểu dục đủ rồi, bây giờ mỗi ngày tôi làm chừng 5 đô là đủ ngày tôi sống. Có phải vậy không? Các vị làm như vậy là sống theo chi túc thiểu dục của Phật dạy, có phải vậy đúng không? Các vị nói như vậy là đúng là như vậy á, thì đạo Phật đã làm chậm trễ sự phát triển của các vị, đã dìm đi cái khả năng và tài năng của các vị trên cuộc đời này, đã dìm đi tất cả bao nhiêu khả năng và sự sẵn các vị có thể làm ra được. Các vị hiểu lầm cho đạo Phật ở chỗ này. Tri túc của đạo Phật nó không mang nghĩa là một con người tìm cuộc sống cầu an, một cuộc sống lười biếng, một cuộc sống mà nó là tìm cái cách đủ như vậy. Đức Phật dạy chúng ta đủ là để chúng ta tạo nhu cầu cuộc sống. Và ở chỗ là khi chúng ta không có sức để vượt lên nữa thì đừng có tham cầu. Bây giờ cái sức của chúng ta đã tới đây là đã hết rồi. Mà khi chúng ta sống theo tri túc tiểu dục của Đức Phật, có nghĩa là khả năng của chúng ta đóng góp vào cuộc đời, cho gia đình, cho xã hội bằng tất cả tấm lòng, mà khi không hơn được nữa thì hãy bằng lòng với những gì đang có. Đừng làm khổ đau mình, đừng mong cầu, đừng so sánh, đừng thế này thế khác. Bởi vì thực lực của mình và thực lực người khác khác nhau, trí tuệ của mình và trí tuệ người khác khác nhau, khả năng và mọi thứ của mình nó khác với hoàn cảnh khả năng của người khác. Như vậy nếu mà mình đi so sánh với người khác để mình đau khổ, để mình thế này thế kia thì không nên. Ví dụ mình không có khả năng để cất được 8 tầng lầu mà mình cứ ngóng người khác 8 tầng lầu mà mình cứ đau khổ hoài, nó tại sao tôi làm gán làm để ra, trong khi cái nghề nghiệp mà mọi thứ của mình không hơn được, thì mình cứ dằn vặt lương tâm để mình phải làm khổ mình như vậy. Đức Phật dạy như vậy là do tham cầu mà làm đau khổ. Và như lúc đó chúng ta phải sống tri túc thiểu dục là sao? Như vậy chúng ta cũng có một cái nhà, công ăn việc làm, chúng ta đã tìm hết mọi cách để có công việc như thế này, như vậy tạm để chi tiêu trong thế này mà không có cách nào khác, thì hãy bằng lòng và cứ vui với những gì mình đang có. Như vậy vui với những gì mình đang có, đó gọi là tri túc và thiểu dục. Còn nếu những gì đang có này mà chúng ta không hơn được, chúng ta cứ đòi hỏi hoài, chúng ta đòi hỏi những cái mà chúng ta không cách nào có hơn được, và chúng ta so sánh với người khác để chúng ta sanh hiềm thù, để chúng ta cắn đắng, để chúng ta phân vân, thì cái đó đạo Phật can thiệp. Như vậy tri túc tiểu dục của đạo Phật đâu có làm cái các vị giảm sự phát triển đâu, có phải vậy không? Các vị có khả năng học tới tiến sĩ các vị cứ học, các vị có khả năng làm ba chớp các vị cứ làm, tạo ra đồng tiền bằng mồ chân chính bằng mồ hôi và nước mắt của chúng ta thì cứ việc làm. Các vị làm càng giàu càng tốt, ở đây Đức Phật không cấm các vị làm giàu, nhưng mà làm giàu trong khả năng có được và tài năng đóng góp và mọi thứ có được, các vị làm giàu chất như núi vẫn tốt như thường. Các vị chưa làm khổ ai khi các vị làm ra đồng tiền này, các vị chưa chà đạp lên nhân phẩm của ai để kiếm được những đồng tiền lem ố này, các vị chưa có bao giờ cướp đoạt của ai để có được những đồng tiền này, thì các vị lao động làm tất cả các việc có ra một đồng tiền như núi càng tốt. Bởi vì các vị có tiền, các vị sẽ phụng sự cho được rất nhiều điều trong xã hội này, và các vị xây dựng cuộc sống ngoài hạnh phúc tương đối cho các vị rồi, các vị sẽ chia sẻ được với rất nhiều người khác. Có những người nghèo muốn bố thí bố không được, chúng ta không có tiền để lo cho chính bản thân mình nữa, không đủ cái ăn cái mặc làm sao bố thí. Như vậy tri túc để biết được rằng mình chỉ lo đủ cái miệng mình thôi, thì tri túc như vậy các vị hiểu lầm về lời Phật dạy. Tri túc của đạo Phật là muốn các vị bằng sự chân chính để kiếm ra đồng tiền, và đồng tiền đó các vị mới xây dựng được cho đạo pháp. Ngôi chùa này muốn cất được lên phải có tiền, có phải vậy không? Tự nhiên cái lên cái vấn đề lên cánh cầu nguyện cái nó có được cái ngôi chùa à? Không có điều đó. Cũng là sự đóng góp của những người có làm ra được đồng tiền và cắt bớt phần chi tiêu của mình để đóng góp vào ngôi chùa này, giàu ít giàu nhiều. Như vậy phải có những cái đó mới phát triển được đạo pháp chứ. Nhưng mà những đồng tiền này do chúng ta bán ma túy mà ra thì nguy hiểm, là không nên như vậy. Cho nên ở trong lời Đức Phật dạy, tính cách tri túc là cái ý đó như vậy. Cho nên có một cái câu Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo là: tri túc tri nhân tuy ngoạ địa thượng, du dư an lạc, bất tri túc giả ti sử thiên đường, diệt bất xứng ý. Cái câu này dạy rất rõ ràng cho chúng ta.
Cái người biết đủ thì nằm trên đất cũng cảm thấy an lạc, người không biết đủ thì có ở trên thiên đường cũng không cảm thấy vừa ý. Như vậy thì Đức Phật đâu có bảo chúng ta là nếu chúng ta đủ phước để ở thiên đường, Đức Phật có đâu có bảo chúng ta xuống dưới đất nằm đi để gọi là trí túc. Có phải vậy không? Đức Phật bảo như thế có nghĩa là nếu chúng ta có đủ phước để nằm ở thiên đường thì hãy bằng lòng với thiên đường, chứ đừng nằm thiên đường này mà trông mong ở thiên đường nọ, trong khi chúng ta không đủ sức để ở thiên đường nọ. Và vì vậy cho nên cái câu thông thường chúng ta là đứng núi này trong núi nọ là từ chỗ đó. Như vậy thì người này có khả năng cái gì thì cứ làm hết, làm cho trọn, sống cho trọn, mọi thứ đóng góp gì mọi thứ cho trọn. Để làm sao? Đó là vấn đề tri túc, ở chỗ là mình biết mình là ở đâu, mình biết khả năng mình ở đâu, còn khả năng người khác là cái của người khác. Không đem so sánh mình với người hơn mình, hoặc cũng không cần tự hào với những người kém mình. Bởi vì sức lực, phước báo, nhân duyên của mỗi người khác nhau chứ không ai giống nhau. Vì vậy cho nên khi chúng ta sống cái tính cách tri túc như vậy, thì như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng nhu cầu chúng ta nó có tính cách quân bình hơn. Như vậy thì bây giờ chúng ta lên một mâm cơm chúng ta ăn, nếu bất cứ hôm nay nó có những cái món chúng ta thích nhưng mà vì do một lý do nào đó nó không có được, dù trời mưa không cách nào đi chợ được, hay là trời tuyết chúng ta không đi chợ được để mua món chúng ta thích, thì hôm nay lỡ có những món ăn gói ghém như thế này, các vị hãy vui mà ăn một bữa. Cái đó gọi là tri túc, cái đó gọi là nhu cầu, bởi vì ăn cũng qua một bữa. Nhưng mà nếu bây giờ không có món đó là bỏ, ta không ăn. Các con hôm nay lỡ có chuẩn bị cái gì đó mà thiếu cái đó, mình không ăn, mình bỏ bữa. Như vậy cái đó nó không mang tính cách là nhu cầu đó. Tại vì nếu mà nhu cầu thì bây giờ thôi, con cái mình hôm nay nó bận quá, nó không làm được những cái món đó thì thôi, có gì ăn nấy, có phải vậy không? Trừ ra bệnh tật không ăn được, tức là do nhu cầu của cơ thể, vì bệnh tật ăn món này vô nó sẽ bệnh hơn, thì chúng ta có quyền đổi chọn một chút. Nhưng mà đổi chọn ở đây là vì một tốt hơn để chăm sóc bệnh hoạn, chứ không phải là vì đòi hỏi, có phải vậy không? Như vậy khi mà sống như vậy chúng ta thuộc về nhu cầu. Và người nào có tính tri túc biết đủ thì người đó sẽ cảm thấy hạnh phúc và an lạc. Cho nên người ta có câu là sao? Tri túc rồi sao nữa? Tiện túc rồi gì nữa? Đãi túc, hà thời túc rồi gì nữa? Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Đâu ai dịch coi câu này nghe thử coi. Các vị dịch câu này nghe coi. Như vậy thì ở trong cái câu này nó là tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Thì cái câu này nó mang ý nghĩa là biết đủ, ngay đó liền đủ, đợi đủ, bao giờ mới đủ. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Biết lạc quan yêu đời thì ngay lúc đó mình lạc quan yêu đời, đợi bao giờ lạc quan yêu đời thì bao giờ mới có được điều này. Như vậy mỗi người tự biết cân bằng về cuộc sống của mình, tự biết cân bằng về nhu cầu hay là tính hưởng thụ của mình, tự biết cân bằng về mọi thứ thì chúng ta có hạnh phúc, có an lạc và có đủ ngay cuộc sống này. Xin thưa các vị, tôi đã từng trả lời cái đủ của chúng ta trong cuộc sống. Cách nay 7 năm có một cái cậu đó khoảng 20 tuổi, thì cậu nói với tôi là thầy ơi, cuộc sống bây giờ khó quá, làm hoài không có tiền. Ngày xưa đó sao nó cũng được nhưng mà bây giờ lại làm khó hơn, ngày xưa chắc dễ kiếm tiền hơn hả thầy? Thì tôi có trả lời câu như thế này: ngày xưa khi chúng ta còn bé, chúng ta đi học, mẹ cho chúng ta có 50 xu à, lúc đó đủ không? Đủ. Đi học 50 xu là hạnh phúc quá trời. Tôi đi học cả đời không có đồng bạc nào nên, phải không? Như vậy tôi mới cho thí dụ là 50 xu để đi học là đủ. Như vậy lớn lên chút, 10 tuổi, chúng ta cho 50 xu không đủ, bởi vì còn phải có đôi dép đẹp. Như vậy lúc đó cho được đồng, đủ không? Cũng đủ, tạm đủ. Lớn lên 15, 16 tuổi có bạn trai hoặc bạn gái thì cần phải gì? Bông vòng, áo mốt, ha, tất cả những cái khác, cho con 10 đồng. Lúc đó bắt đầu thiếu thiếu rồi đó. Lớn lên chút nữa, chúng ta thấy sao? Cần có một căn nhà.
cần vào trường đại học, cần có một căn nhà, cần có một tủ lạnh, thì bắt đầu lúc đó 100 đồng, 1.000 đồng theo tính theo tiền đô la Mỹ. Bây giờ chúng ta có khả năng làm ra mỗi tháng tới 1.000 đồng, nhưng mà cái tủ lạnh trong nhà dởm quá, đổi tủ lạnh xịn hơn. Bây giờ á, tất cả những cái người ta đó có máy rửa chén, máy giặt, bây giờ phải kiếm thêm 5.000 một tháng nữa mới có những cái này. Như vậy cái này là do đồng tiền chúng ta khó, hay là điều kiện sống chúng ta tự leo thang? Như vậy phải tôi mới trả lời với cái cậu đó rằng: con à, không phải là do bây giờ làm khó ra tiền, mà vì nhu cầu và đòi hỏi của con lớn quá, cho nên con làm tiền bao nhiêu cũng không đủ để cho cái ước thỏa mãn con hết. Ngày xưa con cắt một cái tích điều tranh là con đủ rồi, có một mái ấm gia đình che thân, là có một cái chén cái nồi gì đủ rồi. Bây giờ cái nhà đó không có ý nghĩa, phải là một nhà tường, nhà tường chưa đủ, phải là một cái nhà lầu. Trong nhà lầu chưa đủ, trong nhà lầu này phải có máy lạnh, có tivi, có tất cả tất cả thứ khác. Như vậy thì đâu phải chúng ta làm không ra tiền. Chúng ta làm không ra tiền mà từ nhà tranh chúng ta trở thành nhà lầu. Chúng ta làm không ra tiền từ khi đi bộ bây giờ có xe Honda. Tất cả những cái đó là vì sao vậy? Chúng ta không biết nhìn vào thực tế của cuộc sống, chứ không phải là do cuộc sống nó khó khổ. Như vậy chúng ta đã tự leo thang với những đòi hỏi của mình, mà chúng ta cứ nghĩ rằng cuộc sống này nó khó quá. Các vị có thấy khó không? Cuộc sống này nó không khó đâu các vị. Quá chăng nhu cầu của các vị đòi hỏi hàng ngày rất là nhiều, cho nên các vị phải bù đắp rất là vất vả là từ cái đó. Ngày xưa chúng ta làm 1.000 đồng chúng ta đủ chi tiêu mọi thứ, nhưng mà khi nhu cầu cuộc sống quá cao thì chúng ta làm 5.000 chưa chắc gì chi trả nổi. Như vậy thì chúng ta thử suy nghĩ đi, cái đó là do cái gì? Như vậy khi quay lại một vấn đề, chúng ta sống nhu cầu và hưởng thụ, nó có cái ý nghĩa như vậy. Tiếp theo một vấn đề này nữa, đó là có những người vì hưởng thụ tạo ra những cái quan nghiệp trong cuộc đời. Có những người vì nhu cầu hưởng thụ, về bản năng tình dục, tạo ra những đứa con bất đắc dĩ, đem làm gánh nặng cho ông bà cha mẹ, hoặc có thể làm gánh nặng cho một hội từ thiện nào đó. Thì cái này nên thận trọng. Chúng ta không vì bất cứ những nhu cầu cá nhân của chúng ta để làm gánh nặng cho một cái gia đình xã hội. Hai nữa, có những người làm gánh nặng xã hội bằng cách là nghiện ngập ma túy, chơi bời để bệnh thế kỷ, hay là tất cả những giọt chơi bời quá đáng để tai nạn xảy ra, rồi sự lãnh đủ đó của cha mẹ ông bà của một xã hội cần phải lo những cái điều này thì không nên. Bất đắc dĩ chúng ta gặp tai nạn, mọi người phải có trách nhiệm. Nhưng mà vì chúng ta do ham chơi bời tạo ra những cái cuộc chơi gì đó, cảm giác lạ gì đó, chúng ta bị tai nạn, cái vấn đề đó do chúng ta tự đua đòi với những cái chơi đó để làm gánh nặng và đau khổ gia đình, phải cẩn trọng. Những cái hút sách để đem đến sự thân xác bại sụi như vậy, một thân xác tiều tụy để cuối cùng đồng tiền phải bỏ vào những cái chuyện hoang đường như vậy, thì vấn đề đó lại là càng không nên. Như vậy tất cả những cái gì mà chúng ta cần phải có suy nghĩ, có lương tâm để suy nghĩ một chút, nếu không khéo tất cả chúng ta đều rơi vào trong cái tội lỗi ích kỷ. Xin thưa cho các vị, hãy sự thật mà nhìn, ai có cái tâm hưởng thụ càng cao thì cái tính ích kỷ càng lớn. Người nào sống vì hạnh phúc gia đình, vì thác á, thì người này sống cân bằng lắm, nhín biết đủ. Nhưng mà người nào mà hưởng thụ rồi thì dường như ít có lòng từ. Người nào chạy theo những cách hưởng thụ phong phí thì ít có lòng từ, ít có từ tâm. Các vị thấy người ta đã thừa ngứa trong những cái cuộc ăn nhậu. Chúng ta thấy những thức ăn thừa ngứa trong những khách sạn, nhà hàng. Chúng ta thấy những thức ăn thừa ngứa trong những cái casino. Tất cả những cái đó người ta thừa ngứa, trong khi một cái người dân châu Phi, hoặc là những người nghèo Việt Nam, hoặc một số người nghèo đói khác, chỉ cần 1% thức ăn đó thôi, người ta đã đủ nuôi bữa qua ngày rồi. Trong khi đó chúng ta thừa ngứa tất cả những cái chúng ta múc một muỗng nửa muỗng bỏ đó. Nhà hàng làm gì? Nhà hàng nó đâu có ăn lợi cái đó đâu. Đó là nó sọt cái vô sọt ra. Như vậy thì mai này khi một người chúng ta ăn hào uống ở nhà hàng, nó để ý là nghĩ món ăn nào chúng ta ăn được thì hãy kêu. Và chúng ta nghĩ rằng món ăn nào chúng ta có thể ăn hết thì chúng ta phải kêu vừa chừng. Nếu ngon chúng ta kêu thêm tiếp tục. Còn bằng không, bất đắc dĩ có bỏ đi chăng thì rất ít. Nó đỡ cái lãng phí trong cái điều này, mà lãng phí sanh ra tội lỗi mất phước.
Như vậy cái ăn cái uống này chúng ta phải tích lũy từng phần một, chứ đừng xem thường là tôi bỏ ra 5 đô tôi mua được cái này, tôi có quyền ăn và tôi có quyền bỏ. Sự thật các vị có quyền ăn có quyền bỏ, không ai có quyền nói. Nhưng mà lương tâm con người, cái hiểu biết về nhân quả của đầu óc chúng ta, của một cái tâm người học Phật chúng ta, của một cái tính từ bi, ăn một bữa cơm ngon lành còn phải nhớ đến những người khó khổ. Như vậy ăn một bữa cơm này cần phải vét cho hết, đừng bỏ mứa lại trong vấn đề đó. Các vị có quyền bỏ mứa 80 lần như vậy cũng không ai được quyền nói nặng các vị nữa. Đó là tự do của các vị. Nhưng mà đứng về Phật Pháp mà nhìn, đừng tự do như vậy để bán phước của mình, để tiêu hao phước của mình, để rồi nếu cuộc đời của mình hết phước, mình tái sanh trở lại trong những môi trường đó. Hoặc là khi thiên tai động đất hoặc mọi thứ xảy ra, có những khi như vậy chúng ta sẽ cảm thấy rằng bây giờ ước gì có một muỗng cơm dụng đó mà chúng ta được bỏ vào miệng. Các vị phải nhớ như vậy. Khi cuộc sống thừa nữa hoài chúng ta không có nhớ được những cái đó. Nhưng mà các vị nhớ, điều gì cũng có thể xảy ra trên cuộc đời này. Có những lúc chúng ta sẽ không có một đồng tiền nào chi tiêu tại một đất nước văn minh như thế này. Có những lúc chúng ta còn cảm thấy rằng không có một cái gì để ăn, mà có cái để ăn cũng không giúp chúng ta được. Khi đất nước như thế này, thiên tai, bão lụt, hạn hán, tất cả mọi thứ có thể xảy ra. Hoặc những cái chúng ta bệnh hoạn hoặc rơi vào trong một hoàn cảnh nào đó, thì tại những đất nước như thế này làm sao? Những người đi du thuyền ở trên bãi biển, có những lúc du thuyền chết máy một bất tử nào đó mà ra khơi, người ta không biết đường cứu. Như vậy hàng năm 10 ngày trên đó đói khổ kìm một giọt nước uống không ra, một miếng ăn không có. Lúc đó cần cái gì? Cần một ly nước đá cặn của ai không? Còn không có nữa chứ đừng có nói mà chúng ta bỏ từng ly rượu. Có phải vậy không? Như vậy thì ở đây cuộc sống điều gì có thể xảy ra, nhưng mà ít hay không là tùy cái phước của các vị. Các vị biết tận dụng cuộc sống của mình, đừng hoang phế như vậy, thì cuộc sống này chúng ta sẽ đóng góp được rất nhiều cho cuộc đời. Thì các vị không bao giờ rơi vào những hoàn cảnh đó. Hoặc trong một cộng nghiệp các vị rơi, nhưng mà phước duyên của các vị, biệt nghiệp sẽ cứu đời các vị. Trong lúc nào nó cũng cái đó. Đừng xem thường tất cả những cái nhỏ nhặt như vậy. Chúng ta bớt đi phần hưởng thụ thì chúng ta cứu lấy được rất nhiều người đau khổ và thiếu thốn khác. Như vậy phục vụ quá nhiều cho bản thân này để gì? Để chúng ta làm giảm đi cái phước báo, để tăng thêm lòng ích kỷ, để từ tâm này nhỏ lại thì không nên. Như vậy những gì chúng tôi muốn chia sẻ trình bày với các vị, chỉ mong rằng chúng ta phân định rõ đâu là nhu cầu, đâu là hưởng thụ. Bởi vì tôi biết rằng có những người sống ở nơi này rất là nhinh nhín từng cái ăn cái mặc của mình để nghĩ đến người khác. Tôi hoàn toàn khen ngợi và tán đồng rằng những người có cuộc sống như vậy vừa có đạo đức, vừa có lương tri và thấy mình nên sống. Những người khác khi quên đi cái vấn đề là chia sẻ người khác mà quá nghĩ về vấn đề mình, thầy hiểu được điều này nên hạn chế bớt một phần hưởng thụ để trở lại một cuộc sống bình thường trong chi tiêu, để rồi cuộc đời chúng ta có ý nghĩa hơn, sống chung tình hơn, sống có đạo đức hơn, có lương thiện hơn, để rồi cuộc đời chúng ta bình thản mà trôi qua. Và những điều đó giúp chúng ta an lành trong một cuộc sống vốn bấp bênh và đau khổ này. Tôi mong rằng tất cả các vị chỉ nhận thức được như vậy thì cuộc sống đẹp hơn, và các vị thực hiện được cái tính tri túc theo lời Đức Phật dạy, thì tôi biết rằng hết cuộc đời các vị cũng không hết phước của mình đã tạo ra. Mong rằng các vị có đầy đủ phước duyên để trong đời này và đời sau, nếu không giải thoát ra khỏi cuộc đời này thì vẫn tái sanh trong những môi trường có cuộc sống an lành như thế này. Bất đắc dĩ mà đọa vào hay là rơi vào trong những đất nước nghèo khổ như châu Phi hay là những cuộc sống khác, các vị đâu có muốn đâu, có phải không? Mình có muốn mình tái sanh vô đó không? Nhưng mà cái nghiệp của mình nó không đủ phước thì mình phải tái sanh vào đó, phải chịu thôi. Tái sanh vào đó rồi không có đi chạy đâu được hết trơn trời á. Muốn đi cũng đi không được nữa, mà đâu có biết cái nơi khác là cái gì đâu mà muốn. Phải chấp nhận với một cái cách là phải cam chịu. Như vậy thì ở đây chúc tất cả các vị đều có đầy đủ cái sự suy nghĩ sáng suốt, đời sống tri túc để được an nhàn và tạo nhiều phúc duyên trong hiện tại, mai sau và các thế hệ cháu con của mình tại đất nước phương Tây này. A Di Đà Phật. Các vị có những câu hỏi gì để chia sẻ không? Cứ bổ sung, xin mời em. Dạ. Ví dụ như thầy bỏ ngủ mà đi nghe thầy bán, đó là
cái này bỏ ngủ mà đi nghe thầy thuyết pháp. Xin thưa với các vị, bỏ ngủ mà đi nghe thầy thuyết pháp là một nhu cầu. Nhu cầu này là nhu cầu thính pháp. Nhưng mà nếu có ngủ giờ này cũng không phải là giờ hợp pháp. Đúng vậy. Rồi, như vậy thì như thế này, anh đã tận dụng được thời gian. Mình không muốn phí thời gian. Như vậy thì thời gian ngủ mình còn nhiều lắm. Trong cuộc đời mình rất là nhiều cái để mình có thể chen ra để ngủ được. Nhưng mà nếu hôm nay anh không đến như thế này, rất có thể 10 năm sau chưa chắc gì anh được ngồi trong một pháp hội để gặp thầy chia sẻ. Như vậy đó là anh đang có tìm một cái nhu cầu về thính pháp. Này, nhu cầu chứ không hưởng thụ. Mà hưởng thụ về Phật pháp mà hưởng thụ thẩm mỹ rất là tốt chứ không tội lỗi gì cả. A Di Đà Phật. Rồi, ai có những câu hỏi gì thú vị không? Chúng ta chia sẻ đi. Các vị mà không hỏi mà mốt tôi đi khỏi chỗ này rồi á, muốn hỏi cũng không hỏi được đâu á. Thì trái đất vẫn tròn các vị. Em ơi, trái đất vẫn tròn gì đó. Chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Thì điều đó có nghĩa là trong cái vấn đề nào chúng ta cũng có cơ hội để gặp nhau. Rồi, cô hỏi gì? Cái thiết lạc quyên gì? À, Đạt Quyên, à, cái thiết Đạt Quyên, Đạt Quyên nó với thiết con khỉ hồi nãy hả? Bây giờ nó không nằm trong chủ đề nhưng mà còn thời giờ không? Đúng rồi, các vị còn thời giờ mà tôi hết giờ. Xin thưa các vị, bây giờ thôi giải quyết vấn đề này xong rồi tôi sẽ phải trở về bên Cổ Lâm. Bởi vì 4 giờ chiều nay tôi phải có một bài giảng tại Cổ Lâm thì không thể trễ với Hòa Thượng Bản được. Cho nên bây giờ như thế này, tôi chỉ trả lời ngắn gọn. Xin thưa với các vị, tôi không đồng tình cái học thuyết của Darwin. Là bởi vì Darwin nói là từ dưỡng người trở thành người. Thì tôi đặt hai vấn đề như thế này. Cái loài nào tiến hóa thì loài đó sẽ không còn cái dũng loại đó, có phải vậy không? Một loài khủng long đã tiến hóa thành một loài khác, nếu tiến hóa thì khủng long chủng loại đó sẽ không còn mà nó mang một hình thức khác, có phải vậy không? Như vậy cái gì đã tiến hóa thì cái gốc của nó sẽ không còn, là cái điều thứ nhất tôi muốn nói. Nếu vựa người đã tiến hóa thành người thì loài vựa người sẽ không còn. Nhưng bây giờ thế giới còn vựa người không? Vẫn còn ngang nhẽ. Như vậy là ý thứ nhất. Thứ hai nữa, từ một thời nguyên thủy, không có một nền văn minh nào ảnh hưởng từ trong góc độ của cuộc sống cho đến tác dụng của ngôn ngữ và mọi sự tân tiến mà một loài vựa người có thể tiến hóa lên thành người được. Tại sao bây giờ những vựa người sống trong sở thú hoặc gần với con người hàng trăm năm hoặc là trải qua bao nhiêu chủng loại như vậy mà không biến chất được một cái tính cách nào thành người cho vậy? Nó không mọc được một cái gì giống như một cái con người mà chính thể của chúng ta vậy? Như vậy hai yếu tố này cho nên chúng tôi mới nói rằng tất cả những loài động vật nó mang cái tính cách là cái thứ lớp từ thấp đến cao. Cái lớp này nó sẽ na ná với lớp này na ná lớp này. Và người chính vì vậy cho nên người ta mới sắp xếp là từng bậc, là cái từng loại động vật đơn bào, đa bào rồi phát triển góc độ là hai chân, bốn chân gì đó. Và những động vật nó gần với cái từng lớp với nhau thì nó có những cái rất là giống nhau nhưng không phải là của nhau. Có phải vậy không? Tự thân con khỉ nó cũng có từng lớp của con khỉ, nó sống hoang dã và cũng có những con khỉ nó gần với cuộc sống con người. Nhưng mà cái thời kỳ của loài người mình sống nguyên thủy, tức là loài thì chưa văn minh, thì loài người sanh ra trong một cái thời kỳ ăn lông ở lỗ, thì đời sống gần gũi với nhu sinh hoạt của loài cầm thú là chuyện bình thường. Nhưng phải là một con người mới có thể sinh ra một con người được, không có lý do nào khác được hết. Như vậy thì giữa sự phát triển của mỗi loài tự nó phát triển theo thời gian. Còn cái gì tiến hóa thì cái đó không còn. Cái gì đã tiến hóa lên được thì cái đó nó sẽ không còn. Vựa người mà tiến hóa thành người thì vựa phải hết, bởi vì vựa người đã chuyển thành một cái dạng con người rồi. Như vậy thì tất cả các vị hai điều kiện này ra, tôi mới không chấp nhận học thuyết Darwin. Còn học thuyết Chúa Trời sanh ra đó là ảo tưởng, không cần đặt vấn đề, cũng chúng ta cũng biết. Vấn đề đó khỏi cần bàn.
Như vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói về vấn đề con khỉ một chút như vậy. Ở đây là chia sẻ của riêng tôi khi học Phật. A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn các vị. Thôi chúng ta kết thúc tại đây, mời các vị hồi hướng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Thượng Tọa Hòa Thượng Chủ Trì và Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni đã ủng hộ cho buổi pháp thoại hôm nay. Và xin chân thành cảm ơn các quý Phật tử đã dành thời giờ để lắng nghe trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Nguyện đem công